Chào mừng các bạn đã đến với kênh Mộc Ly Hỏa. Các bạn đăng ký kênh để ủng hộ mình có động lực tiếp tục ra video mới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ động càn khôn Tác giả Thiên tầm thủ động Thể loại Tiên hiệp Huyền huyễn Nguồn chuyện Chuyệnconnix.com Audio Kênh Mộc Ly Hỏa Vũ động càn khôn Chương 797 Khai chiến Khi nói ra câu ấy, lăng thanh Trúc có thể thấy rõ ràng nụ cười trên gương mặt lâm động dần dần thu lại. Trong màn đêm lạnh lẽo tối tăm đột nhiên tỏa ra từng luồng sát ý dâng trào. Có chuyện gì? Lâm Động trầm giọng hỏi. Hình như hai ngày trước Nguyên Môn và Đạo Tông đụng độ nhau, bởi vì một số tranh chấp gì đó mà bọn Nguyên Thường đã ra tay. Lăng Thanh Trúc ngập ngừng nói. Chắc chắn do bọn Nguyên Môn khiêu khích trước. Dù gì thực lực đệ tử Đạo Tông yếu hơn một chút, mà chủ lực của bọn họ là Lâm Động lại không có mặt ở đó, cho dù có gặp Nguyên Môn thì có lẽ bọn họ sẽ nhún nhường một chút vì vậy chắc chắn chuyện này do bọn nguyên môn của ý gây ra. Sau khi hai bên giao thủ, hai ngày nay các đệ tử đạo tông đã tiến gần tới truyền tống trận địa vực, còn nguyên môn thì đuổi theo quyết không tha, xem ra bọn chúng không nhẫn nhịn được nữa rồi. Đệ tử đạo tông có bị thương vong không? Ánh mắt lâm động lạnh băng, hỏi. Có thần khôi trợ giúp tạm thời chặn được nguyên thương, giảm được không ít áp lực. Nhưng nghe nói có chút thương vong. Lăng thanh trúc trần trừ một chút, cuối cùng không giấu giếm, nói. Quỳnh, ngay khi nàng vừa dứt lời sát khí nhất thời bùng nổ ra từ người lâm động sắc mặt hắn vô cùng dữ dằn dường như hắn có thể nghe được những tiếng kêu thảm thiết của đệ tử đạo tông và tiếng cười ngông cuồng của bọn nguyên môn bọn tạp chủng thân thể lâm động rung lên hắn biết ngày này sớm muộn gì cũng đến nhưng hắn không ngờ nguyên môn lại nóng vội ra tay ngay lúc này nguyên môn và đạo tông đã đánh nhau mấy ngày rồi chúng ta lập tức đến truyền tống trận địa vực chứ lăng thanh trúc khẽ hỏi Lâm Động gật đầu, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía bắc tối tăm, ánh mắt lấp lánh ánh đỏ ngầu, gương mặt vô cùng đáng sợ. Hiện giờ hắn không biết tình hình thương vong cụ thể của đệ tử đạo tông ra sao, nhưng hắn biết, dù cho bất cứ ai trong số bọn thanh đàn, ứng hoan hoan xảy ra chuyện gì, lần này hắn nhất định sẽ tắm máu nguyên môn. Không trở lại bất cứ một ai. Sát khí nồng đậm lan tỏa ra từ cơ thể lâm động, thứ sát khí này còn đậm đặc hơn cả đám ma quái trong dị ma vực nữa. Từ đây đến truyền tống trận địa vực phải mất bao lâu, Lâm Động hỏi. Năm ngày, nhưng nếu chúng ta đi hết sức thì có lẽ ba ngày là đuổi kịp. Lăng Thanh Trúc ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Vậy đi thôi. Đôi cánh long rực giang rộng, sau đó hắn không nói gì thêm, thân hình biến thành một đạo thanh quang xé tan màn đêm lao đi. Lăng Thanh Trúc nhìn theo Lâm Động, trong lòng không khỏi căng thẳng, đôi mắt ánh lên chút lo lắng. Từ khi cuộc thi đấu tông phái bắt đầu, nàng đã biết nguyên môn và đạo tông tuyệt đối không thể nào hòa bình mà rời khỏi. Lần trước đạo tông đã tổn thất nghiêm trọng, ngay cả đại sư tỷ của Thiên Điện cũng bị Nguyên Môn giết chết, mà lần này có lẽ còn ác liệt hơn lần trước. Trong các cuộc thi đấu tông phái ở những năm trước, Nguyên Môn toàn chiếm thế thượng phong so với Đạo Tông, nhưng lần này, tuy về bề ngoài, đám đệ tử Nguyên Môn vẫn mạnh hơn so với Đạo Tông, nhưng Đạo Tông lại có Lâm Động, bình thường nhìn có vẻ hiền lành nhưng có thể lập tức trở mặt biến thành một sát thần, hắn sẽ là biến số lớn nhất của cuộc thi đấu lần này. Nếu Nguyên Môn coi thường thì e sẽ phải trả giá đắt. Lăng Thanh Trúc nhớ lại gương mặt dữ dằn đầy sát khí của Lâm Động, nàng biết có lẽ cuộc thi đấu tông phái, lần này sẽ khó tránh khỏi cảnh tượng máu chảy thành sông. Lăng Thanh Trúc khẽ thở dài, sau đó không nghĩ nhiều nữa, đoá thanh liên hiện ra dưới chân nàng, rồi toàn thân biến thành một đạo hồng quang đuổi theo Lâm Động. Vút! Trên bầu trời u ám, hai đạo hồng quang bay qua với tốc độ kinh người, gây lên áp lực khiến mặt đất cũng phải nứt ra thành một đường rãnh sâu. Đó chính là Lâm Động và Lăng Thanh Trúc đang bay ra từ sâu trong dị ma vực bọn họ đã lên đường được hai ngày rồi, và gần như không hề nghỉ ngơi. Thanh quang bao phủ quanh thân thể lâm động, đôi cánh long rực sau lưng thỉnh thoảng đập mạnh, tốc độ lập tức tăng lên rất nhanh, gương mặt hắn lúc này vô cùng u ám. Trong hai ngày này, bọn họ cũng gặp được người của những tông phái khác, từ bọn họ, lâm động cũng có được một số tin tức về nguyên môn và đạo tông. Hai bên chiến đấu, một đuổi, một lùi. Bên truy kích đương nhiên là nguyên môn, còn bên rút lui là đạo tông rõ ràng là đạo tông cố gắng phòng ngự trước sự tấn công như vũ bão của nguyên môn, vừa chiến vừa lùi, hoặc có thể nói bọn họ đang chờ đợi, chờ người có thể thống lĩnh bọn họ chiến đấu quay trở về. Lâm động, chúng ta sắp đến truyền tống trận địa vực rồi. Lăng Thanh Trúc nhìn về phía xa, rồi quay sang Lâm Động, nói. Lâm Động gật đầu, cũng không nói gì cả. Nếu là trước đây, chưa biết chừng Lâm Động sẽ trêu đùa vài câu với Lăng Thanh Trúc, nhưng hiện giờ hắn chẳng có tâm trạng. Lăng Thanh Trúc cũng hiểu tâm trạng Lâm Động lúc này, nàng trầm ngâm một lát, rồi nói. Ta biết cuộc chiến giữa nguyên môn và đạo tông là khó tránh khỏi, nhưng ngươi phải cẩn thận bọn nguyên thương. Ừm. Ánh mắt lâm động lay động, cho mày nhìn lăng thanh trúc, nói. Thực lực của hắn có lẽ là sinh huyền cảnh tiểu thành. Trong số các đệ tử trẻ tuổi của cuộc thi đấu tông phái lần này, người đạt đến cảnh giới sinh huyền cảnh tiểu thành có lẽ chỉ có ba người, chính là Nguyên Thương, Lăng Thanh Trúc và Thần Khôi. Sinh huyền cảnh tiểu thành thật sự là khó đối phó, nhưng nếu giao đấu, thì lâm động sẽ khiến hắn phải trả cái giá mà nguyên thương không thể nào ngờ tới thực lực của nguyên thương đúng là sinh huyền cảnh tiểu thành nhưng hắn có thể trở thành thủ lĩnh của tam tiểu vương hiển nhiên có rất nhiều thủ đoạn ẩn giấu đối mặt với hắn ngay cả ta cũng không chút năm chắc ngươi phải cẩn thận lăng thanh trúc trầm ngâm sau đó nói lâm động nhíu mày thực lực lăng thanh trúc tương đương nguyên thương nhưng lăng thanh trúc lại nói đối với hắn không chút năm chắc xem ra nguyên thương không hề đơn giản chút nào cảm ơn nếu ngươi không cùng ta tìm thấy thanh tiên trì, thì chắc nguyên môn cũng không ra tay sớm như vậy. Ánh mắt lăng thanh trúc có chút áy náy. Nếu ta có mặt, thì có lẽ bọn chúng không kéo dài lâu thế đâu. Lâm động lắc đầu, nhìn về phía xa, sát khí lại bùng phát. Bọn chúng chỉ đuổi mà không đánh, có lẽ là muốn ép ta phải ra mặt. Ha ha, xem ra nguyên thương hận ta đến xương tủy rồi. Cũng tốt, nếu ngươi đã muốn ép ta hiện thân thì lần này ta sẽ chơi với các ngươi một trận. Nhưng thứ đánh cược của ta trước nay đều không nhỏ, lần này hãy dùng tính mạng của chúng ta mà đánh cược đi. Truyền tống trận địa vực trong dị ma vực. Đây là một khu vực bãi đá rộng lớn, vô số đỉnh núi lớn nhỏ đứng sừng sững khắp bốn phía, thấp thoáng co sát khí tỏa ra từ những ngọn núi, bao phủ lấy toàn bộ thiên địa. Trong khu đất này là biển người đông đúc, vô số ánh mắt đang nhìn về sau. Đột nhiên trong không trung có tiếng xé gió vang lên, sau đó bọn họ thấy vài trăm thân ảnh đầy mùi tanh nồng xuất hiện. Người của đạo tông nhìn đám người đó, không gian lập tức vang lên tiếng sao động thở dài. Trận chiến giữa đạo tông và nguyên môn đã lan truyền khắp dị ma vực. Dừng lại. Ứng Tiếu Tiếu ở phía trước bỗng nhiên dừng lại, vẫy tay hô lớn. Phía sau, các đệ tử đạo tông lập tức dừng lại, ánh mắt đầy cảnh giác. Ha ha. Khi các đệ tử đạo tông dừng lại, trong một ngọn núi ở phía trước bỗng vang ra một tiếng cười lạnh lùng. Sau đó rất nhiều thân ảnh lao ra từ bốn phương tám hướng, cuối cùng xếp thành hình bán nguyệt trận phía trước đám đệ tử đạo tông. Nguyên Thương. Ứng Tiếu Tiếu nhìn ba kẻ đứng trên đỉnh núi với ánh mắt lạnh băng, đôi tay nắm chặt lại. Ép các ngươi thành thế này rồi, thế nhưng không ngờ hắn vẫn không chịu hiện thân. Ha ha, thật là biết nhẫn nhịn. Xem ra ngạo khí ban đầu của hắn đã bay mất hết rồi. Nhưng nếu hắn đã không chịu hiện thân thì ta đành phải xả hận lên đầu các ngươi thôi. Trên đỉnh núi, Nguyên Thương mỉm cười nhìn đám đệ tử đạo tông, ánh mắt tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Vũ động càn khôn. Chương 798, giải quyết ân oán, Sát khí nhất thời lan tỏa ra khắp không gian, dường như không khí cũng đặc quánh lại. Ở đây cách truyền tống trận của dị ma vực không xa, vì thế cơ bản nơi này là địa điểm tiến hành giai đoạn cuối của cuộc thi đấu tông phái rồi. Nhưng rất nhiều người đều biết, cho vui bây giờ mới bắt đầu. Giữa bát đại tông phái siêu cấp của Đông Huyền vực đều có sự cạnh tranh, các bên cũng có thể coi là đối thủ lẫn nhau, nhưng thường thì có chút áp chế, không quá mức quyết tuyệt, ngoại trừ Nguyên Môn và Đạo Tông gia. Nguyên Môn là tông phái siêu cấp mạnh nhất tại Đông Huyền vực hành sự đương nhiên phi thường bá đạo. Về điểm này, các tông phái khác mặc dù rất bất mãn nhưng không có cách nào, dù gì thực lực nguyên môn quá mạnh, ba đại trưởng giáo của bọn chúng lại càng uy danh hiền hách. Thực lực của đạo tông tuy kém hơn so với nguyên môn một chút, nhưng cũng là một trong bát đại tông phái siêu cấp, đương nhiên bọn họ cũng không phải loại tầm thường. Hải bên trước nay luôn có ân oán, nhưng nó chỉ được thật sự khuếch đại vào 100 năm trước, khi đạo tông xuất hiện một gã chu thông. Người ngoài thật ra không được biết nhiều về chuyện năm đó, bọn họ chỉ biết từ sau khi đạo tông có chu thông mọi danh tiếng của các đệ tử trẻ tuổi năm đó đều tụ tập lại trên người hắn thậm chí ngay cả tam tiểu vương của nguyên môn cũng chịu thiệt thòi dưới tay chu thông trong cuộc thi đấu tông phái năm đó thì càng thảm hại tam tiểu vương dưới tay của chu thông một chết một bị trọng thương một tháo chạy cuộc thi đấu tông phái lần đó có lẽ là lần mà các đệ tử đạo tông được mở mày mở mặt nhất tuy bọn họ cũng có thiệt hại nhưng so với nguyên môn thì chẳng là gì sau đó dường như lại xảy ra một số chuyện xung đột cá nhân khác đột nhiên có tin gây chấn động lan truyền đệ tử đạo tông là chu thông một mình xông vào nguyên môn giết chết ba đại trưởng lão của nguyên môn xới tung cả nguyên môn cuối cùng ép cả trưởng giáo nguyên môn phải đích thân già tay mới giết được hắn chuyện này thật sự đã gây một làn sóng chấn động cả đông huyền vực tất cả đều xứng sở về sự cường hãn của chu thông rốt cuộc hắn mạnh mẽ đến mức nào thì mới đơn thương độc mã xông thẳng vào tổng bộ nguyên môn gây nên chuyện kinh thiên động địa như thế cái chết của chu thông cũng khiến cho đạo tông phẫn nộ. năm đó chu thông có địa vị vô cùng cao quý trong mắt các đệ tử đạo tông. vì thế khi tin tức trưởng giáo nguyên môn đích thần giả tay giết chết chu thông lan ra, đám đệ tử đạo tông đã triệt để bạo động, trong tông phái xua sục ý chí báo thù. lúc đó nguyên môn và đạo tông đã ở gần kề với giới hạn khai chiến. ai cũng biết hai tông phái siêu cấp này mà khai chiến thì sẽ ác liệt đến mức nào. nhưng cuối cùng trận đại chiến đã không xảy ra dưới sự áp chế của ứng huyền tử và những cao tầng khác trong tông phái chuyện này đã được tạm thời dập tắt thế nhưng có những mối thủ không thể xóa nhòa theo thời gian mà ngược lại còn sâu sắc hơn vì thế dù đại chiến nguyên môn đạo tông không bùng nổ nhưng mối quan hệ giữa hai bên đã xấu đi rất nhiều đó cũng là nguyên nhân khiến mỗi lần chạm chán trong cuộc thi đấu tông phái là hai bên không thể kết thúc một cách hòa bình ví dụ như trong cuộc thi đấu tông phái lần trước mặc dù đệ tử đạo tông đã chủ động nhận thua nhưng nguyên môn vẫn ra tay giết chết đại sư tỷ thiên điện hồi đó cũng chính là tỷ tỷ của vương diêm ân oán thù hận cứ tích lại dần dần mãi đến bây giờ trên không trung và các đỉnh núi của địa vực có vô số đoàn người không phải thuộc phái nguyên môn và đạo tông đang tụ tập lại bọn họ nhìn sự đối đầu quen thuộc đó đều thầm thở dài xem ra cuộc thi đấu tông phái lần này không thể yên tĩnh được rồi chỉ không biết đạo tông liệu có thảm hại như lần trước hay không trước những ánh mắt chăm chú của đám người xung quanh sắc mặt các đệ tử đạo tông mang đầy hận ý chừng chừng nhìn bọn người nguyên môn gương mặt ứng hoan hoan bao phủ đầy hàn khí nhìn tình hình trước mắt bàn tay nắm chặt lại nàng biết lúc này khó tránh khỏi một hồi đại chiến nguyên thương chỉ là một cuộc thi thôi có cần thiết phải thế này không thần khôi trong mày nhìn nguyên thương ở phía xa trầm giọng nói ha ha ta cũng không muốn thế này nhưng ta không thể nhịn được một số kẻ không ngừng khiêu khích nếu không động thủ có lẽ kẻ khác sẽ tưởng rằng ai cũng ức hiếp được nguyên môn ta nguyên thương lạnh lùng nói nhưng nếu thần khôi người đã lên tiếng ta cũng không thể không nể mặt chỉ cần giao lâm động ra đây cho bọn ta tùy ý xử lý thì ra sẽ tuyệt đối không ra tay với bọn họ thế nào người đừng nằm mơ ứng ừ, tiêu tiêu quát lên thần khôi sư huynh phí lời với hắn làm gì huynh mà giao lâm động ca ra thì huynh giao luôn muội đi cho xong thanh đàn trợn mắt với thần khôi thần khôi cười khổ ta có nói giao lâm động huynh đệ ra đâu dứt lời Hắn nhìn Nguyên Thương, nhún vai. Vậy xem ra chẳng còn gì nói được nữa. Hừ, bọn ta nể mặt mà không biết điều. ứng ừ, tiêu tiếu, có lẽ người cũng biết nếu động thủ thì các ngươi sẽ phải trả giá đắt thế nào, người chắc chắn làm vậy vì một tên lâm động chứ. Lôi thiên cười khẩy. Ngươi là cái tha gì? Muốn đạo tông ta trả giá, ta không tin, các ngươi làm được gì chứ? Ánh mắt vương diêm lạnh băng gầm lên. Bại tướng dưới tài tà mà cũng ngông cuồng như vậy. Xem ra lần trước may mắn thoát nạn khiến ngươi có tự tin lên nhiều nhỉ. Lôi thiên nhìn Vương Diêm cười lạnh một tiếng. Người thử xem. Nguyên lực bùng phát từ cơ thể Vương Diêm, mức độ nguyên lực nồng đậm đã vượt qua cường giả cửu nguyên nhất bàn đỉnh phong bình thường, dường như thấp thoáng còn có sinh khí lẫn trong đó. Thời gian gần đây Vương Diêm và ứng tiêu tiêu đều tiến hành luyện hóa sinh huyền đan, trong cơ thể đã sản sinh ra một chút sinh khí khiến bọn họ cũng đã chạm vào ngưỡng cửa sinh huyền cảnh, thực lực đã cao hơn trước không ít. Thì ra nguyên lực cũng có chút tăng tiến, nhưng chút sinh khí đó chưa đủ tư cách nghênh ngang trước mặt ta. Lôi thiên cũng nhận ra thực lực vương diêm đã tăng lên, nhưng hắn vẫn cười mỉa mai. Giờ làm gì đây? Tiểu linh vương linh trên tay cầm quạt, nụ cười lạnh băng nhìn đám đệ tử đạo tông rồi quay sang nhìn nguyên thương, hỏi. Làm gì là làm gì? Bọn chúng đã không giao người thì không thể trách chúng ta ra tàn nhẫn. Nguyên thương lạnh lùng nói, sát y tràn ngập trong mắt. Trong cuộc thi đấu tông phái lần này bọn chúng đã không ít lần thua thiệt trước lâm động, thậm chí trong phần thiên cổ tàng, linh bảo thuần nguyên phần thiên đỉnh vốn đã nằm trong tay, cuối cùng lại bị lâm động gây rối. Về sau nếu không phải bọn chúng chạy nhanh, thì có lẽ đã bị xích bảo nhân kia giết chết mất rồi. Với một người cao ngạo như Nguyên Thương thì điều đó hiển nhiên không thể nhẫn nhịn được. Hơn nữa trong những cuộc thi đấu tông phái trước đây, có lần nào đạo tông không bị nguyên môn đánh cho tơi bời. Lần này mà xảy ra điều ngoài ý muốn thì có lẽ danh tiếng của hắn trong nguyên môn cũng bị tổn hại không ít. Nếu đã vậy thì, động thủ thôi. Linh Trần nghe vậy, nụ cười càng thêm lạnh lẽo hắn vốn đã rất nôn nóng muốn nhìn thấy sắc mặt kinh hoàng tuyệt vọng của đám đệ tử đạo tông, rồi. Nguyên thương cười lạnh lùng, sau đó ba người bọn chúng bước ra, nguyên lực sương trào, nguyên lực thiên địa ở xung quanh cũng trở nên sụp sôi. Những người ở quanh đó nhìn thấy thế, trong lòng cũng rung lên, xem ra nguyên môn sắp động thủ rồi. Phù, thần khôi thở hắt ra một hơi, nhìn nguyên thương, tiến lên một bước. Để nguyên thương cho ta, đa tạ thần khôi huynh. Ứng tiếu tiếu nghe vậy, có phần cảm kích, lúc này lâm động không có mặt, cũng chỉ có thể dựa vào thần khôi mới ngăn cản được nguyên thương mà thôi. Tin tức ở đây chắc cũng truyền khắp dị ma vực rồi, có lẽ lâm động cũng đã biết. Chỉ cần chúng ta kiên trì một lúc, chắc hắn sẽ đến kịp. Thần khôi trần trừ một chút rồi gật đầu, hắn từng thấy lâm động đối đầu với lôi thiên. Thực lực lâm động đúng là không tầm thường, nhưng so với nguyên thương thì vẫn còn khoảng cách. Vì thế, hắn không hiểu lắm về lòng tin của bọn ứng tiêu tiêu với lâm động. Nhưng dù vậy hắn cũng không nói gì thêm lôi thiên để ta đối phó. Tay vương diêm nắm chắc thanh trọng kiếm màu đen, trầm giọng nói. Ứng tiếu tiếu khẽ gật, rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tiểu linh vương linh chân với ánh mắt băng hàn. Vậy để linh chân cho ta. Hoan hoan, thanh diệp, cùng các đệ tử khác chặn đám đệ tử nguyên môn còn lại. Ứng hoan hoan và thanh diệp cùng gật mạnh, ứng hoan hoan đưa tay ra, thiên hoàng cầm xuất hiện. Chỉ bị sư huynh đệ. Ứng tiêu tiêu hít sâu một hơi không khí, dường như cũng đã lạnh lẽo hơn vì sự căng thẳng lúc này, Ánh mắt quét qua từng gương mặt đệ tử đạo tông, vì một đạo tông cường hãn. Ánh mắt toàn thể đệ tử đạo tông lúc này đều dâng tràn sự cuồng nhiệt, cùng đồng thanh hô vang, vì một đạo tông cường hãn. Vũ động càn khôn. Chương 799, cuộc chiến giữa các đệ tử. Vô số ánh mắt của những người xung quanh đều tập trung về phía các đệ tử đạo tông. Trên gương mặt bọn họ không hề có sự sợ hãi, mà ngược lại có sự điên cuồng kèm theo hận ý khó lòng xóa bỏ. Nguyên Thương nhìn đám đệ tử đạo tông khí thế kinh người, khóe miệng nhếch lên rồi phẩy tay. Động thủ. Quỳnh. Hắn vừa dứt lời, chỗ đệ tử nguyên môn lập tức bùng phát nguyên lực cuồng bạo, ánh mắt đều đầy ác ý nhìn về phía trước. Phía sau nguyên thương là sáu đại linh tướng, bọn chúng lập tức xông lên, phía sau nữa là các đệ tử nguyên môn nào lên như thủy triều. Giết. Ánh mắt thanh diệp đỏ ngầu, gầm lên một tiếng rồi lao lên trước. Đệ tử hai bên xông vào nhau, không khí lập tức căng như dây đàn, sát khí lan tỏa khắp nơi. Vô số ánh mắt mang vẻ nặng nề, và chấn động nhìn hai dòng hồng lưu lao thẳng vào nhau. Bùm! Vào khoảnh khắc va chạm, nguyên lực cuồng bạo điên cuồng cuộn trào, vô số đạo vũ khí mạnh mẽ được thi triển hung hăng oanh kích kẻ địch. Lúc này đã không còn bất cứ sự nương tay nào nữa. Vẻ mặt ba người bọn nguyên thương lạnh lùng nhìn, sau đó chậm chậm bước ra, dòng hồng lưu bên cạnh tự động bị đẩy lùi. Phù! Thần khôi, ứng tiếu tiếu, vương diêm từ xa nhìn ba người bọn nguyên thương đang tiến lại gần, hít vào một hơi sâu rồi biến thành lưu quang bay tới huynh đối phó với thần khôi không vấn đề gì chứ. Giờ rất nhiều người cho rằng ngay cả huynh cũng không làm được gì hắn. Linh chân nhìn Nguyên Thương cười, nói. Từ giờ về sau sẽ không có ai nghĩ thế được nữa. Nguyên Thương lạnh lùng nói. Vậy giao vương diêm cho ta. Lần này ra sẽ không để hắn chạy thoát lần nữa. Lôi thiên hầm hầm nhìn vương diêm. Vậy ta sẽ đối phó ứng tiêu tiếu. Thật đáng tiếc, mỹ nhân như vậy lại phải ra tay vùi hoa dập liễu. Linh chân khẽ phe phẩy quạt, mỉm cười nói ít lời thôi, động thủ, nhanh chóng giải quyết. Nguyên thương cho mày rồi biến thành một đạo lưu quang chặn đường thần khôi. Tiếp đó Linh chân và Lôi Thiên cũng động thân, xuất hiện trước mặt ứng tiếu tiếu và Vương Diêm. Vương Diêm, để xem lát nữa người có ngông cuồng trước mặt ta được nữa không? Lôi Thiên chặn Vương Diêm lại, cười lạnh đầy mỉa mai. Ánh mắt Vương Diêm lạnh như băng, hai tay nắm chặt trọng kiếm, sau đó hóa thành tàn ảnh lao tới, kiếm khí sắc lạnh nhanh như chớp nhằm thẳng cổ họng Lôi Thiên mà đâm tới. Hừ, Lôi thiên thấy thế chỉ hừ một tiếng, một thanh ngân đao xuất hiện trong tay, hắn không hề có ý tránh né công kích của vương diêm, mà là bước chân ra chém đao xuống. Keng! Âm thanh kim loại va chạm giòn tan vang lên, tia lửa và kinh phong cuồng bạo bùng phát, hai thân ảnh liền triển khai trận chiến sinh tử. Ha ha, đúng là quá mức nôn nóng rồi. Linh chân nhìn hai người trực tiếp hạ sát thủ, không khỏi mỉm cười, rồi nhìn ứng tiếu tiếu, lịch sự nho nhã nói. Tại hạ Linh chân, từ lâu đã nghe danh đại sư tỷ thiên điện đạo tông ứng tiêu tiếu, hôm nay, vút. Thế nhưng hắn chưa nói chọn câu, thì ứng tiêu tiếu đã cầm thanh kiếm thanh phong bay vút tới, kiếm kinh mạnh mẽ không chút nương tình nhằm thẳng vào những yêu huyệt của Linh chân mà đâm vào. Thì ra nàng còn nôn nóng hơn bọn họ nữa. Ha ha ha. Linh chân cười dài một tiếng, bàn tay cầm quạt xoay một cái, ánh sáng tỏa ra biến lớn ra thành một tấm lá chắn chặn hết kiếm kinh của ứng tiêu tiếu. Đã vậy thì đừng trách ta giả tài tàn ác, Linh chân nheo mắt, hàn quang lóe lên, khẽ cười rồi biến thành quang ảnh, cây quạt điểm lên không, kinh phong xé tan không khí ập tới ứng tiêu tiếu. Ứng tiêu tiêu thấy vậy, ánh mắt cũng ngưng trọng hơn, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn để đỡ đòn. Khi chiến hỏa đang lan tỏa khắp thiên địa, ở giữa trung tâm, hai thân ảnh đang đứng đối diện cách nhau không đến 10 trượng, từ hai người đều tỏa ra những luồng năng lượng kinh người. Hai thân ảnh đó chính là thần khôi và nguyên thương. Mọi ánh mắt đều xuyên qua chiến hỏa hỗn loạn, đổ dồn lên hai người danh tiếng của hai người đều vang dội như sâm ở đông huyền vực một người xếp hạng đầu trong tông phái thông tập bảng một người là thủ lĩnh của tam tiểu vương nguyên môn cả hai đều có thiên phú vô cùng yêu nghiệt thực lực vô cùng cường hãn nghe nói đã đạt đến sinh huyền cảnh tiểu thành về thực lực của hai bên mọi người cũng còn nhiều tranh luận tuy hai người từng giao đấu nhưng chưa phải dùng toàn lực kết cục cũng chỉ có thể là chưa phân cao thấp vì thế với trận giao chiến này rất nhiều người vô cùng hiếu kỳ bọn họ rất muốn biết rốt cuộc hai con người đều có danh tiếng trong đông huyền vực, này ai là người mạnh hơn. Người không nên nhúng tay vào việc giữ nguyên môn và đạo tông. Nguyên thương nhìn thần khôi, rồi liếc nhìn chiến hỏa đang lan tỏa khắp không gian, nhưng hắn cũng không vội ra tay, ngữ khí lạnh lùng nói. Ha ha, ta muốn làm gì, có lẽ không cần phải tham khảo ý kiến của người. Thần khôi cười nhạt, gương mặt đeo trước mặt nạ quỷ nhìn vô cùng âm u đầy quỷ khí. Hắn đứng đầu trong tông phái thông tập bảng, đương nhiên không phải tầm thường, kẻ khác có thể e rè nguyên thương, chứ hắn thì không. Nguyên thương nghe vậy, không khỏi lắc đầu, hàn ý trong mắt dần dâng tràn. Trận đấu vội vàng năm đó dường như vẫn chưa thật thỏa mãn, hôm nay hãy kết thúc nó đi. Ta rất vui lòng về chuyện này. Thần khôi nói. Nguyên thương cười lạnh, giang tay ra, nguyên lực lập tức trào dâng như thủy triều, ao ao lên sau lưng. Thần khôi thấy vậy, ánh mắt lấp lánh tinh quang, nguyên lực màu xám đen cũng lan tỏa khắp quanh người. Cả hai đều đạt đến tầng thứ sinh huyền cảnh tiểu thành, mức độ hùng hồn của nguyên lực đương nhiên hơn vô số lần so với các đệ tử khác tin ta đi người chắc chắn sẽ phải hối hận vì quyết định của mình nguyên thương trầm trầm nắm tay lại một thanh thiết kiếm màu đen hiện ra hắn nhìn thần khôi với ánh mắt lấp lánh tinh quang quỷ dị giờ nói vậy còn hơi sớm tay thần khôi cũng xuất hiện thành đại đao lưỡi cưa màu đen có hoa văn mặt quỷ đại đao dương cao chỉ về phía nguyên thương cười lạnh nói động thủ đi để ta xem tiểu nguyên vương thủ lĩnh của tam tiểu vương nguyên môn rốt cuộc mạnh đến mức nào Nguyên Thương nhìn Thần Khôi, khóe miệng nhếch lên, sau đó một đạo tàn ảnh hiện ra, nguyên lực bùng phát, toàn thân hắn biến thành quang ảnh lao tới. Cuộc chiến kinh người đã bắt đầu. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube Mộc Ly Hỏa. Các bạn đăng ký kênh để nhận những thông báo video mới nhất nhé. Vũ động càn khôn. Chương 800, hỗn chiến. Nguyên lực cùng bạo điên cùng bùng nổ, mùi máu tanh nồng cùng sát ý lan tỏa khắp thiên địa, bầu trời dường như cũng bị nhuộm một màu đỏ sẫm. Trong khu đất rộng lớn này đã trở nên hoàn toàn hỗn loạn hai luồng hồng lưu lao vào nhau nguyên lực vận chuyển đủ mọi loại vũ kỹ được thi triển hai bên mắt đỏ ngầu lao vào đối phương trận hỗn chiến này chỉ có thể dùng hai từ ác liệt để hình dung ánh sáng đỏ rực cháy bừng bừng trong chiến trường ứng hoan hoan ngồi trong quầng sáng thiên hoàng cầm đặt trên đùi bàn tay ngọc ngà lấp lánh ánh huỳnh quang đặt trên dây đàn phía trước ứng hoan hoan lúc này có hai kẻ đang cười lạnh bọn chúng đều là linh tướng của nguyên môn thực lực đã là cửu nguyên niết bàn chỉ trong mấy phút trước đó đã đánh trọng thương hơn chục đệ tử của đạo tông giải quyết à ta đi. Bọn chúng nhìn ứng hoan hoan đang chắn phía trước, nhìn nhau một cái rồi cùng lao tới. Nhìn gương mặt đầy hung khí của bọn chúng, vẻ mặt hoạt bát của ứng hoan hoan cũng bị phủ một lớp băng lạnh, đôi mắt nhìn hai linh tướng nguyên môn ánh lên sắc lam lạnh lẽo. Ngón tay thon dài gảy dây, tiếng đàn vọng ra, hai làn sóng âm vô cùng cuồng bạo bắn ra, lao thẳng về phía hai thân ảnh đang xông tới với tốc độ kinh người. Bùm! Sóng âm nổ tung trên người hai gã linh tướng, sức mạnh cuồng bạo đánh bật bọn chúng về sau, khi rơi xuống đất vẻ mặt bọn chúng đầy ngưng trọng, ứng hoan hoan hiện giờ cũng là cửu nguyên niết bàn, cộng với thiên hoàng cầm là nàng có thể một mình chặn đứng hai gã linh tướng của nguyên môn. món nợ đã thương đệ tử đạo tông giờ các ngươi phải trả hết. hàn khí bao phủ lấy gương mặt ứng hoan hoan, ánh mắt lạnh băng nhìn hai kẻ kia, ngón tay gảy mạnh, ánh sáng đỏ rực mang theo làn sóng âm trong trèo vang lên, làn sóng công kích ập tới. nguyên môn còn có bốn linh tướng nữa, thanh đàn nhìn chỗ ứng hoan hoan ánh mắt u tối nhìn bốn hướng khác ở đó đệ tử nguyên môn dưới sự chỉ huy của bốn linh tướng còn lại thanh thế đang vô cùng mạnh mẽ ta đi đối phó một tên đại sư huynh hồng điện mục lực trầm giọng nói thực lực của hắn cũng có thể sánh ngang với cường giả cửu nguyên niết bàn tuy chưa chắc đánh bại đối phương nhưng chắc ngăn cản cũng không có vấn đề gì ta cũng chỉ đối phó được một tên thanh diệp nghiến răng gần đây hắn cũng đã thành công vượt qua niết bàn kiếp trở thành cửu nguyên niết bàn thực lực đó cũng chỉ có thể đối phó với một gã linh tướng dù sao thì hắn cũng không có sự trợ giúp của linh bảo thuần nguyên còn hai tên nữa làm sao đây mục lực cho mày đệ tử bình thường rất khó đối phó được với cường giả cứu nguyên niết bàn nếu để mặc không quản thì chắc sẽ khiến khí thế bị đà kích rất lớn thanh diệp cho mày cảm thấy bất lực thực lực nguyên môn vốn đã hơn bọn họ lúc này bọn họ cũng chỉ có thể cố gắng hết sức hai tên cuối cùng để ta khi đó một giọng nói trong trẻo vang lên thanh diệp nhìn thấy nàng thiếu nữ mặc váy đen thân hình mảnh rẻ, tay cầm một lưỡi liềm tạo hình khoa trương bước tới, chính là thanh đàn. Nàng! Hai người bọn thanh diệp kinh ngạc nhìn thanh đàn. Để ta đối phó với bọn chúng. Thanh đàn nhìn hai gã linh tướng của nguyên môn, tay nắm chặt lưỡi liềm, nói lại lần nữa. Nàng có được không vậy? Thanh diệp không kìm được hỏi nhỏ, hắn cũng lo lắng lỡ chẳng may có chuyện gì, thì không biết phải giải thích sao với lâm động. Thanh đàn nhìn hắn không nói gì, sau đó thanh diệp chợt nhìn thấy một luồng hắc quang cùng liệt tỏa ra từ, trong cơ thể nàng, những nơi hắc quang lan tới không khí dường như đông cứng lại. Nguyên lực thật mạnh mẽ. Hai người thanh diệp kinh ngạc nhìn thanh đàn được bao bọc trong hắc quang, nguyên lực của nàng dường như khác hẳn với bọn họ, nguyên lực của bọn họ là sự hòa lẫn âm dương, nhưng nguyên lực của thanh đàn lại thuần túy là âm hàn. Ta đi đây. Thanh đàn nói một câu rồi lập tức biến thành hắc quang, vùng lưỡi liềm lên, hai đạo hắc quang âm hàn lao thẳng tới hai linh tướng của nguyên môn. Hừ, nhà đầu ở đâu tới tìm cái chết? hai gã linh tướng nhìn thấy thanh đàn lại chủ động tấn công mình thì cười lạnh một tiếng thân hình khẽ động trưởng phong mạnh mẽ như hổ vồ mồi ập tới xoẹt xoẹt đối mặt với công kích của hai gã linh tướng thanh đàn cũng không hề tránh né lưỡi liềm đen lấp lánh hàn quang rồi chém mạnh xuống phụt chỉ thấy lưỡi liềm rạch ra tan không gian lưỡi liềm sắc bén lóe lên một cái sau đó xuất hiện trên đỉnh đầu một gã linh tướng dường như công kích của thanh đàn có thể xuyên qua không gian keng một đạo kiếm quang từ một bên bắn tới vừa hay chặn đứng được lưỡi liềm đang chém xuống. Trong nháy mắt gã linh tướng lùi nhanh về phía sau, nhưng đỉnh đầu của hắn vẫn bị cứ mất một màu thịt, máu tươi tuôn chảy ra. Cẩn thận, lưỡi liềm trong tay à ta có chút cổ quái. Gã linh tướng còn lại thấy vậy, trầm giọng nói. Thanh đàn nhìn hai kẻ đó, cũng không nói gì, lưỡi liềm lại vung lên, kinh phong mạnh mẽ lại bùng phát ập tới. Hai gã linh tướng cũng không dám chậm trễ, toàn lực ngưng thần nghênh chiến. Chúng ta cũng động thủ, hai người thanh diệp thấy thanh đàn đã chặn đứng được hai gã linh tướng, liền thờ phào nhẹ nhõm, nhìn nhau rồi cùng bay vào chiến trường chặn hai gã linh tướng còn lại. Uynh uinh! Trong cả không gian, tiếng sát phạt vang tận trời xanh. Mắt ai cũng đỏ ngầu, thỉnh thoảng lại có người bị đánh học máu bay ra ngoài, không biết sống chết ra sao. Hai bên giao thủ không hề có chút nương tình nào, đây hoàn toàn là sự chiến đấu thật sự giữa hai bên thủ địch sâu nặng. Trên ngọn núi cách đó không xa, đoàn đệ tử cửu thiên thái thanh cung đứng trên đó, ánh mắt đều rung động nhìn trận quyết chiến sinh tử giữa hai tông phái bên dưới quả nhiên ân oán giữa đạo tông và nguyên môn đã không thể điều hòa được nữa có người cảm thán mỗi lần cuộc thi đấu tông phái diễn ra đệ tử đạo tông và nguyên môn cũng đối địch cực kỳ ác liệt thực lực chỉnh thể đệ tử nguyên môn mạnh hơn một chút đạo tông liều mạng như vậy rất không sáng suốt vẻ mặt ngô quần nặng nề nói đúng vậy hơn nữa lâm động của đạo tông lúc này không biết đã đi đâu không phải sợ nguyên thương không dám hiện thân nữa chứ một người nói xen vào. Lâm động đại ca không sợ nguyên thương. Lập tức có tiếng phản bác hắn, kẻ đó nhìn sang thì thấy Tô Nhu, gương mặt đầy nụ khí nhìn hắn chằm chằm, hắn cười khan không dám nói gì thêm. Tô Nhu nhìn xuống chiến trường ác liệt, đệ tử Đạo Tông cũng đang dần dần xuất hiện thương vong. Rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên, khiến Tô Nhu biết rằng đây chính là chiến trường thật sự. Trận giao chiến này chủ yếu là chỗ thần khôi và nguyên thương. Ngô quân ngẩng đầu lên nhìn không chung, nơi đó nguyên lực đang cuồn cuộn, hai thân ảnh đan xen nhau nhanh như chớp giật, mỗi lần va chạm là vang lên tiếng nổ như sấm rền. Ngô Quần sư huynh, giữa bọn họ ai có khả năng thắng hơn? Một gã đệ tử lên tiếng hỏi. Ngô Quần lưỡng lự một chút rồi mới nói, Thành trục từng nói, Nguyên Thương hiện giờ vô cùng nguy hiểm, cho dù là nàng ấy cũng khó lòng thắng hắn. Mặc dù thần khôi danh tiếng tuy không nhỏ, nhưng có lẽ Nguyên Thương có khả năng chiến thắng hơn. Tô Nhu ở bên cạnh nghe thất vậy, trong lòng khẽ run lên bàn tay nắm chặt nàng nghiêng đầu nhìn phía chân trời đầy lo lắng nàng biết nếu thần khôi bại trong tay nguyên thương thì đạo tông có lẽ sẽ nguy hiểm lâm động đại ca huỳnh mau quay lại đi ở phía xa trận đại chiến hai đạo lưu quang đang đuổi theo thời gian để bay tới tạo nên những âm thanh trầm đục nổ vang gây sự chú ý cho những người phía dưới sắc mặt lâm động căng thẳng nhìn về phía trước bầu trời nơi đó dường như lan tỏa mùi tanh nồng của huyết tinh tiêu tiêu sư tỷ bọn họ nhất định đang đợi ta Lâm Động nắm chặt tay, đôi cánh long rực đập mạnh, tốc độ lập tức tăng lên mức cao nhất. Vũ động càn khôn. Chương 801, linh ấn của Nguyên Thương. Trên bầu trời phía xa, nguyên lực cuộn trào, hai thân ảnh cùng mang theo năng lượng cùng bạo xé tan trên trời, cuối cùng trước bao ánh mắt chấn động, đâm sầm vào nhau. Vào khoảnh khắc va chạm, dường như có tiếng sấm rền kinh thiên động địa vang lên. Lan sóng nguyên lực có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan tỏa, hai thân ảnh cũng bắn ngược ra phía sau, chân bước trên không mấy bước mới đứng vững lại được. Nguyên Thương vung tay chặn lại kinh khí đang xâm thực cơ thể mình, ánh mắt nhìn về phía Thần Khôi, cười nhạt. Lâu rồi không giao thủ, người cũng tiến bộ không ít. Quá khen. Thần Khôi nắm tay lại, nguyên lực màu xám đen ngưng tụ trong lòng bàn tay, lạnh lùng nhìn Nguyên Thương. Đệ tử đạo tông xem ra không phải đối thủ của Nguyên Môn rồi. Nguyên Thương liếc nhìn xuống dưới, trong trận hỗn chiến đó, hiển nhiên Nguyên Môn đã chiếm thượng phong. Thần Khôi trong mày, hắn nhìn về phía thanh đàn, khi hắn thấy nàng một mình đối diện với hai gã cường giả cửu nguyên nhất bàn, ánh mắt không khỏi có chút lo lắng. Tuy hắn biết cô nàng tiểu sư muội bảo bối của mình có một số thủ đoạn, nhưng nếu để xảy ra sai sót gì, thì có lẽ khi trở về sư phụ sẽ không tha cho hắn. Xem ra đành phải kích bại ngươi trước vậy. Ánh mắt thần khôi lấp lánh, đột nhiên nói, nếu như hắn có thể đánh bại nguyên thương, thì khí thế của nguyên môn chắc chắn sẽ giảm sút mạnh. Người chắc chắn ngươi làm được sao? Khóe miệng nguyên thương nhếch lên, cười nhạt, thần khôi không nói gì, chậm chậm sắn tay áo lên, sau đó những tia hắc quang quỷ dị đột nhiên tràn ra từ dưới lớp da của hắn. Chớp mắt cánh tay hắn đã đen lại như mực, ngón tay sắc bén lóe lên hắc quang kèm theo hàn khí lạnh lùng. Nguyên thương nhìn thấy vậy, hai mắt nheo lại, hàn ý trong mắt càng nồng đậm hơn. Binh! Ở bên dưới, sắc mặt bằng thống tràn ngập vẻ dữ dằn, một quyền mang theo nguyên lực hùng hồn đấm thẳng vào ngực một gã đệ tử nguyên môn. Tên đệ tử đó phụt máu tươi, cả người mềm nhũn đồ vật ra. Bàng sư huynh cẩn thận, nhưng khi vừa đánh chết gã đệ tử đó, một tiếng hô vang lên từ đằng sau. Trong lòng bàng thống run lên, thân thể nhanh chóng dịch sang trái. Xoẹt, một đạo kiếm quang sượt qua cánh tay bàng thống, để lại một vết thương sâu hoắm, máu tươi đã ưa ra. Vút, kiếm quang không đánh trúng đích, gã đệ tử nguyên môn đó lập tức bước ra. Kiếm quang trong tay hắn tựa độc sản nhằm thẳng cổ họng bàng thống đâm tới. Keng keng, nhưng khi kiếm quang vừa bắn tới phía sau bằng thống đột nhiên có một thân ảnh hiện ra một thanh đại đào xoay chuyển như phong xa trận đứng kiếm quang đào phong cũng khiến gã đệ tử nguyên môn kia thổ huyết mà rút lui bằng sư huynh không sao chứ tưởng hạo và bằng thống áp lưng vào nhau hắn quệt vệt máu trên mặt nói không sao đa tạ bằng thống lắc đầu vận nguyên lực để ngăn không cho máu trên cánh tay chảy tiếp ánh mắt liếc nhìn xung quanh rồi tối sầm lại trận huyết chiến đến lúc này đã thể hiện sự khác biệt về thực lực giữa hai bên một số đệ tử đạo tông đã có dấu hiệu cạn kiệt nguyên lực. Cục thế không hay rồi. Sắc mặt tưởng hạo tối sầm lại, lúc này đến những đệ tử ưu tú như bọn họ cũng đã bị thương, chắc hẳn những đệ tử khác thương thế càng nặng hơn. Bàng thống gật đầu, nhưng hai bên đã giết chóc đến mức hăng máu, căn bản không còn đường lùi nữa. Lâm động còn không về, thì có lẽ chúng ta không cầm cự được nữa mất. Tiếu tiêu sư tỷ và vương diêm, sư huynh cũng chỉ có thể ngăn được linh chân và lôi thiên mà thôi. Tưởng hạo nói, đừng nói nữa, lầm động sư đệ sẽ về kịp. Bàng thống nhíu mày quát lớn, đang định ra tay thì sắc mặt thay đổi, ngẩng phát lên nhìn bầu trời phía trên, ở đó bỗng có một luồng năng lượng rất mạnh đang bùng nổ ra. Nguồn năng lượng đó vô cùng dôi dào, nên đã lập tức thu hút mọi ánh mắt của mọi người, sau đó bọn họ nhìn thấy nơi nguyên lực màu xám đen dâng tràn, hai cánh tay thần khôi đang tỏa ra vô số luồng sát đen u tối. Năng lượng mạnh thật, thần khôi định dùng đến sát chiêu rồi. Xem ra cả hai đều muốn nhanh chóng đánh bại đối phương, nhưng nguyên thương cũng không phải loại tầm thương đâu. Mọi ánh mắt tập trung lên phía trên bầu trời, bọn họ biết trận chiến ở đó sẽ quyết định thắng bại của trận đại chiến giữa hai bên. Thần khôi hay nguyên thương, bất cứ ai thất bại cũng là đòn đà kích lớn đến khí thế của bên đó. Uinh uinh, hắc quang ngưng tụ phía sau lưng thần khôi, ánh mắt hắn sắc lẹm, bước ra một bước, sau đó bàn tay cong lại thanh chảo, nhằm thẳng nguyên thương ở phía xa vuốt một đường. Đại hắc ám thiên quỷ chảo, tiếng hô trầm đục cũng phát ra từ miệng thần khôi, trên bầu trời lập tức có những âm thanh chói tay như ma quỷ vang lên hắc quang ngưng tụ biến thành một móng vuốt quỷ đen xì to lớn gần trăm trượng âm phong ào ào cuốn quanh đầy quỷ dị ầm um, quỷ trào hắc ám xuyên thủng hư không đem theo sức mạnh sắc lệnh đáng sợ ập tới nguyên thương ha ha đây là vũ kỹ đắc ý của thần khôi nghe sao cũng được lắm hôm nay trước mặt tất cả mọi người ta sẽ phá giải nó hoàn toàn nguyên thương nhìn quỷ trào đang ập tới nhưng không hề có ý tránh né mà ngược lại ngửa mặt lên cười lớn, nguyên lực phía sau dâng tràn như thủy triều. Nguyên đế điển, thiên nguyên thủ. Bàn tay nguyên thương dơ ra rồi nắm chặt lại. Uinh uinh. Nguyên lực hùng hồn phía sau hắn biến thành một bàn tay khổng lồ, trên đó ngưng tụ một luồng năng lượng đáng sợ làm dung chuyển thiên địa. Bùm. Bàn tay nguyên lực khổng lồ vừa hình thành đã đập mạnh xuống, oanh kích một phát lên quỷ trào trước ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người. Rầm dầm dầm. Âm thanh kinh thiên động vang lên, quỷ trào và bàn tay khổng lồ, không ngừng phát ra năng lượng cuồng bạo muốn đánh tan đối phương. Nhưng thực lực hai bên lúc này hoàn toàn tương đương, vì thế công kích dù cuồng bạo thế nào cũng chưa thể có được ưu thế rõ ràng. Không phân cao thấp. Mọi người thấy công kích hai bên không ngừng giằng co, bất giác lẩm bẩm. Nguyên Thương dường như nghe được những tiếng nói ấy, ánh mắt lóe lên nét cười lạnh, khóe miệng cong lên thành một nụ cười quỷ dị. "Thần Khôi, ta đã nói rồi, ngươi sẽ phải hối hận." Nguyên Thương cười khẽ một tiếng, hai tay bỗng kết ấn pháp quỷ dị, trên trán hắn bỗng hiện ra phù ấn huyền ảo. Linh ấn. Thần Khôi lập tức nhìn thấy, đồng tử co rút lại, gương mặt hiện chút chấn động. Hắn không thể ngờ Nguyên Thương lại có được linh ấn. Nhận ra rồi sao? Nguyên Thương nhìn sắc mặt kịch biến của Thần Khôi, nở nụ cười cực kỳ dữ dằn, phù ấn trên trán lấp lánh, khí tức của hắn cũng lập tức dâng tràn. Bùm bùm. Khi khí tức gia tăng lên, bàn tay khổng lồ của Nguyên Thương cũng mạnh mẽ hơn, thể tích gia tăng lên, túm chặt lấy quỷ trào của thần khôi, phóng ta sức mạnh đáng sợ, quỷ trào lập tức xuất hiện vết dạn nứt. Vỡ, nguyên thương quát lớn, ngay sau đó tất cả mọi người đều có thể nghe thấy âm thanh giòn tan vang lên, quỷ trào đã bị bóp cho vỡ vụn. Hự, quỷ trào bị phá vỡ, thần khôi hự lên một tiếng, gương mặt tái nhật đi. Cho người đừng nhưng người không đi, đừng trách ta tàn nhẫn. Nguyên thương đắc thế, lại bước tới, bàn tay khổng lồ xuyên thủng hư không đập xuống thần khôi. Bóng đen bao trùm mọi đường lui của thần khôi, trước vô số ánh mắt chấn kinh, đập thẳng lên người hắn. Dầm, tiếng động cực mạnh cũng khiến gần như tất cả mọi người phải run rẩy. một đạo hắc quang bắn xuống từ trên trời, rồi rơi thẳng xuống mặt đất. Sức mạnh đáng sợ khiến mặt đất thoát ra một rãnh sâu khổng lồ, trong đó là thần khôi với sắc mặt trắng bạch, thân thể đầy máu, rõ ràng là thương thế không nhẹ. Nguyên thương nhìn thần khôi với ánh mắt u ám, thanh thiết kiếm xuất hiện trong tay, một đạo kiếm kình bắn thẳng về phía đầy thần khôi, xem ra hắn đã muốn hạ sát thủ với thần khôi. Tinh tang, nhưng khi kiếm kình còn cách thần khôi khoảng chục thức thì bỗng có tiếng đàn vang lên, một làn sóng âm đỏ rực bắn tới từ phía xa, chặn đứng lại kiếm kình. Hửm, thấy thế, ánh mắt nguyên thương tối lại, nhìn sang thì thấy nàng thiếu nữ tay cầm thanh đàn cổ với ánh sáng đỏ bao quanh, đang nhìn hắn với ánh mắt lạnh băng. Phía dưới mặt đất là hai gã linh tướng đã ngã gục. Hiển nhiên là dù bọn chúng có liên thủ, cũng không thể đánh bại được ứng hoan hoan với thiên hoàng cầm. Trong tay, linh bảo thuần nguyên, Nguyên Thương Lịch nhìn Thiên Hoàng cầm trong tay ứng hoan hoan, cười nhạt, nói. Ngươi tưởng rằng dựa vào nó có thể giao đấu với ta sao? Ứng hoan hoan bay lên, nhìn thần khôi đã bị trọng thương, khẽ cắn môi, sâu trong đáy mắt ánh lên sắc lam lạnh lẽo. Sau đó nàng khoanh chân ngồi trên không trung, dường như muốn ra tay ngăn chặn Nguyên Thương. Ha ha, đạo tông đã thiếu người đến mức này, phải để một tiểu nha đầu ra tay. Nguyên Thương nhìn thấy vậy, lắc đầu cười mỉa mai. Còn có ta, Nguyên Thương vừa dứt lời thì một giọng nói lạnh lùng vang lên, sau đó tất cả mọi người nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy đen, cầm lưỡi liềm đen bay tới bên cạnh ứng hoan hoan, chính là thanh đàn đã đánh bại hai gã linh tướng khác. Tuổi tác hai thiếu nữ này tuy không nhiều nhưng chiến tích xem ra không chút tầm thường. Lại là linh bảo thuần nguyên. Nguyên Thương nhìn thanh đàn đầy vẻ lạnh lùng, ánh mắt lướt qua lưỡi liềm, đồng tử hơi co lại. Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, rõ ràng bọn họ không ngờ người ra mặt trận đứng Nguyên Thương lại là hai thiếu nữ như hoa, như ngọc thế này. Vũ động càn khôn. Chương 802, hai thiếu nữ liên thủ. Hai thiếu nữ hiện thần rõ ràng đã khiến không khí đầy mùi máu tanh đông đặc lại, không ít đệ tử đạo tông sau khi kinh ngạc, ánh mắt hiện lên đầy vẻ lo lắng. Sao Hoan Hoan tiểu sư tỷ lại ra mặt? Sao bọn họ có thể chặn được nguyên thương chứ? Một số đệ tử đầy lo lắng thốt lên. Nhân khí của ứng Hoan Hoan trong đám đệ tử đạo tông rất cao, bình thường ai cũng thích cô nàng thiếu nữ đáng yêu hoạt bạt này, giờ thấy nàng đứng ra gia định giao thủ với nguyên thương, không ít người đều cảm thấy phẫn nộ, không phải vì ứng hoan hoan mà là vì bọn nguyên môn ức hiếp người quá đáng. Đáng chết! Thanh Diệp một trường đánh lui một gã linh tướng của nguyên môn, sắc mặt tím tái nhìn cảnh tượng kia, bàn tay nắm lại răng rắc. Lúc này lại để một cô gái ra mặt, thật sự là đà kích đến lòng tự tôn của nam nhân. Hừ, lúc này nên tự lo cho mình thì hơn. Gã linh tướng kia cười khẩy, thân hình bay tới, dùng trường phong tấn công Thanh Diệp. Lão tử chém chết ngươi, ánh mắt thanh diệp đào ngầu, phong độ thường ngày lúc này đã biến mất hoàn toàn, nguyên lực cuộn trào nghênh đón gã linh tướng kia. Công kích đột nhiên trở nên vô cùng liều lĩnh, hoàn toàn là cách đánh liều mạng cũng khiến gã linh tướng kia nhất thời vất vả chống đỡ. Sự bộc phát kiểu như thanh diệp cũng không ngừng xuất hiện trên chiến trường, không ít đệ tử đạo tông bị cảnh tượng đó kích thích, hai mắt đục ngầu như phát điên lên. Từ khi nào mà bọn họ lại cần một cô gái đứng ra ngăn chặn cường địch cho bọn họ? Sự việc thê thảm lần trước lẽ nào lại xuất hiện lần nữa sao? Tuyệt đối không thể. Những tiếng gầm điên cuồng vang lên trong đầu không ít đệ tử đạo tông, đám đệ tử nguyên môn kinh hãi nhận ra, công kích vốn bắt đầu yếu ớt của các đệ tử đạo tông, bỗng nhiên trở nên hùng hăng lên rất nhiều. Sự bùng nổ đột ngột của khí thế các đệ tử đạo tông, khiến đám đệ tử nguyên môn có chút trở tay không kịp, tình hình hơi thoát khỏi tầm kiểm soát. Dùng cách này tăng cường khí thế sao? Cũng không tệ, nhưng e là phải trả giá quá đắt. Nguyên Thương cũng nhận ra sự thay đổi đó hắn cười lạnh lùng nhìn ứng hoan hoan và thanh đàn ứng hoan hoan cũng nhìn thấy sự thương vong của các đệ tử đạo tông trong lòng đau như cắt đôi mắt đỏ lên với người lần đầu tiên trải qua trận chiến sinh tử như nàng thì cảnh tượng đó thật tàn khốc ta sẽ chặn được ngươi những ngón tay đặt trên dây đàn cũng hơi run rẩy nàng ngẩng lên nhìn nguyên thương giọng nói trong trèo lúc này mang sự băng hàn lạnh lẽo nàng biết nếu để nguyên thương gia nhập vào chiến trường dưới kia thì chắc chắn bên phía đạo tông sẽ thất bại tổn thất càng thêm nghiêm trọng nhà đầu không biết trời cao đất dày. Nguyên thương cười nham hiểm, ta không biết thương hòa tiếc ngọc đâu. Nếu các ngươi đã dám xuất hiện thì hãy tự chịu hậu quả. Chịu cái đầu ngươi. Thành đàn trận mắt, lưỡi liềm đen bỗng chém mạnh xuống, không gian trước mắt nhu động, đao quang cùng hàn khí mạnh mẽ xuyên thủng hư không, xuất hiện trên đỉnh đầu nguyên thương một cách quỷ dị rồi giáng thẳng xuống. Thế nhưng khi đao quang sắp chém xuống đỉnh đầu nguyên thương, thì hắn lùi một bước vừa hay né kịp. Nó có thể phát động tấn công ở mọi khoảng cách sao? tránh được đao quang quỷ dị kia, Nguyên Thương liếc nhìn lưỡi liềm trong tay thanh đàn. Công kích vừa rồi đúng là quỷ dị khó đoán, nhưng đáng tiếc thực lực của chủ nhân nó lại hơi yếu. Hoan hoan, cùng ra tay đi. Thế đòn công kích trượt mục tiêu, vẻ mặt thanh đàn hiện lên sự ngưng trọng, nói. Được. Ứng hoan hoan khẽ gật, đương nhiên nàng biết nguyên thương mạnh mẽ thế nào, nếu không phải trong tay bọn họ đều có linh bảo thuần nguyên, thì căn bản không thể giao thủ với nguyên thương. Ứng hoan hoan chạm vào thiên hoàng cầm, máu tươi thấm ra từ lòng bàn tay, lập tức khiến thiên hoàng cầm đào rực, phát ra ánh sáng chói lòa. Hoan hoan, tay ngươi thật đẹp. Thanh đàn liếc nhìn những ngón tay thon dài trên dây đàn, bỗng nhiên nói một câu đầy ngưỡng mộ. Ứng hoan hoan nghẹn họng, không ngờ lúc này rồi mà thanh đàn vẫn còn tâm tư để ý đến bàn tay của nàng. Hi hi, thấy ứng hoan hoan sững sờ như vậy, thanh đàn nở nụ cười tinh nghịch, vội vàng tập trung tinh thần, nguyên lực âm sát cuộn trào. Ta giữ chân hắn, ngươi tấn công từ xa, Thanh đàn vừa dứt lời, hắc quang bắn ra từ lưỡi liềm, công kích của nàng vô cùng quỷ dị, rõ ràng còn cách nguyên thương một đoạn, nhưng đao cô nách không hề bị cản trở bởi khoảng cách, ao ạt à lao tới nguyên thương. Tuy ban đầu công kích quỷ dị này của thanh đàn khiến nguyên thương có chút bất ngờ, nhưng dù sao thực lực hắn cũng hơn hẳn thanh đàn, hắn rất nhanh đã ổn định thân hình, thiết kiếm trong tay bắn ra những luồng kiếm khí cường hãn đánh tan đào quang. Khi thanh đàn đang toàn lực tấn công thì ứng hoan hoan hít sâu một hơi, sâu trong đáy mắt hiện lên sắc lam lạnh lẽo, ngón tay gảy lên dây đàn, một tiếng phượng ngâm trong trèo vang lên. Uỳnh, ánh sáng đỏ rực cuồn cuộn bùng phát từ thiên hoàng cầm, hình hoa văn phượng hoàng bay ra, cuối cùng biến thành một đầu phượng hoàng khổng lồ, sai cánh hàng trăm trượng, lan tỏa một luồng năng lượng kinh người. Vút vút, đầu phượng hoàng giang rộng đôi cánh vỗ một cái, những chiếc lông vũ mang theo ánh sáng chói lòa bắn ra như vũ bão về phía nguyên thương. Hừ, nguyên thương nhìn thấy vậy, hừ một tiếng, vung tay lên, nguyên lực hùng hồn biến thành một tấm la chắn khổng lồ chặn những chiếc lông ánh sáng kia lại rầm 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 tấm la chắn vang lên những tiếng nổ dữ dội rất nhiều vết nứt lan ra nháy mắt đã bị đánh tan tành sự lợi hại của linh bảo thuần nguyên đã được hiển hiện mạnh mẽ nguyên thương nheo mắt nhìn tấm la chắn vỡ vụn tay cầm thiết kiếm rung lên kiếm kinh mạnh mẽ bắn ra đánh tan những chiếc lông vụ ánh sáng đang bắn tới dùng linh bảo thuần nguyên tiêu hao rất nhiều nguyên lực ta muốn xem xem hai nhà đầu chưa chạm được đến sinh huyền cảnh có thể kiên trì được bao lâu nguyên thương nhìn ứng hoan hoan và thanh đàn cười khẩy, nói nghe vậy ứng hoan hoan và thanh đàn cùng nhau mắt lại thực lực nguyên thương không chỉ cường hãn mà kinh nghiệm chiến đấu cũng vô cùng dồi dào hắn hiểu rõ nhược điểm của linh bảo thuần nguyên hai người nhìn nhau cùng gật đầu kiểu đối đầu này không thể kéo dài chỉ đánh liều hết sức thôi ứng hoan hoan khẽ gảy dây đàn tiếng đàn du dương vang lên ánh sáng trên đầu phượng hoàng lập tức sáng bừng dường như biến thành những quầng sáng bao bọc lấy phượng hoàng uynh uynh sức mạnh khủng khiến điên cuồng tỏa ra từ quầng sáng đỏ rực đó, nhiệt độ không gian xung quanh cũng như tăng lên. Soạt. Trong khi ứng hoan hoan tụ sát chiêu thì sắc mặt thanh đàn trở nên ngưng trọng, lưỡi liềm trong tay nàng bay ra, ngón tay điểm lên không trung, một tia máu tươi từ đầu ngón tay bắn lên lưỡi liềm, sắc đỏ hiện lên, tỏa ra năng lượng mạnh mẽ. Làm xong những việc đó, thanh đàn cũng không dừng lại ngay, sau một chút do dự, hai bàn tay nàng bỗng kết ấn pháp huyền ảo, nơi chán lập tức hiện lên hắc quang, một tấm phù văn cổ xưa dần bay ra từ nơi hoàn cung của nàng. Một tấm phù văn cổ xưa màu đen xuất hiện, toàn bộ thiên điện lập tức tối sầm lại, hắc quang cuộn trào từ bên trong. Đây là... Đồng tử nguyên thương có rút lại nhìn tấm phù văn cổ xưa vừa xuất hiện. Hắc ám tổ phù. Vũ động càn khôn. chương 803, ác liệt. Hắc quang lan ra khắp bầu trời, rất nhiều ánh mắt kinh ngạc nhìn tấm phù văn cổ xưa lơ lửng trên không, ở đó tỏa ra một luồng năng lượng kinh người. Hắc ám tổ phù, ở đây cũng có không ít người có nhãn lực vì thế rất nhanh bọn họ đã nhận ra sự kỳ lạ trong luồng năng lượng đó sau đó những tiếng kêu kinh ngạc không ngừng vang lên nguyên thương cho mày nhìn hắc ám tổ phủ xuất hiện trên trán thanh đàn thứ năng lượng đó rất giống hắc ám tổ phủ trong truyền thuyết nhưng dường như có gì đó không đúng lắm hắc ám tổ phủ không chỉ có mức năng lượng như thế này ánh mắt nguyên thương lấp lánh một lúc sau dường như nghĩ ra điều gì cặp mày nhướng lên lầm bẩm thì ra là phù văn mô phỏng theo hắc ám tổ phủ nhãn lực của nguyên thương cũng không tầm thường chỉ dựa vào chút manh mối đã đoán được hắc ám tổ phù này của thanh đàn không phải bản thể hắc ám tổ phù là bảo vật chiến điện của hắc ám điện mà tấm linh phù này lại được mô phỏng vô cùng hoàn hảo hiển nhiên cũng chỉ có một vài lão quái vật trong hắc ám điện mới làm được nữ tử này có thân phận thế nào lại có được nó nguyên thương không ngừng phán đoán lẽ nào à ta là người của hắc ám điện nguyên thương nhíu mày nếu vậy thì phiền phức rồi thực lực hắc ám điện không hề thua kém nguyên môn nếu giết ả à ta thì có lẽ hắc ám điện sẽ không để yên. Hơn nữa ả à ta có thể mô phỏng được hắc ám tổ phù, chắc hẳn cũng có địa vị không tầm thường trong hắc ám điện. ầm ầm, trong lúc nguyên thương đang suy nghĩ thì hắc ám tổ phù bay ra từ chán thanh đàn bỗng bắn ra hắc quang, ngưng tụ lại trên không trung, sau đó biến thành một đạo hắc ảnh khổng lồ, mơ hồ tỏa ra một thứ sức mạnh vô cùng hung hãn. Hắc ảnh thành hình, trước bao ánh mắt chăm chú, giờ bàn tay khổng lồ ra tóm lấy lưỡi liềm màu đen. Hắc ảnh đứng sừng sững trong không trung, tay cầm lưỡi liềm đen nhìn tự như tử thần giáng lâm, lan tỏa lùng năng lượng vô cùng hung hãn. Tiếng phượng ngâm trong trèo bỗng vang lên, ứng hoan hoan ngồi ở đằng xa, gương mặt hơi tái đi, nhưng rồi nàng nghiến răng, gảy mạnh dây đàn, một làn sóng âm đem theo sự lạnh lẽo vang lên. Thiên hoàng cầm, thiên âm niết bàn. Sau khi ứng hoan hoan dứt lời, trong quầng sáng đỏ rực phía trên bỗng ra những âm thanh du dương, sau đó những ngọn lửa rực cháy tràn ra khỏi quầng sáng, đem theo sức mạnh hủy diệt, tự một tảng thiên thạch vút qua chân trời lao thẳng về phía nguyên thương. Tàng thiên thạch bay ra, từ nó khuếch tán những âm thanh huyền diệu, nguyên lực trong thiên địa dường như hoàn toàn bạo động theo những luồng thanh âm đó. Hạc ám ma liêm, trầm hồn. Khi công kích mạnh mẽ của ứng hoan hoan vừa bay ra, ánh mắt thanh đàn lóe lên vẻ ngưng trọng, sau đó thủ ấn biến hóa, tiếng hô khẽ vang ra. Thanh đàn vừa dứt lời, hắc ảnh khổng lồ cầm lưỡi liềm lập tức bước ra, chém xuống nguyên thương. Dầm lưỡi liềm chém xuống không gian phía trước như méo mau đi một đạo hắc quang khổng lồ hàng trăm trượng xuyên qua hư không Chớp mắt một cái đem theo khí thức mạnh mẽ lạnh băng chém xuống nguyên thương. Uinh uinh. Công kích của hai cô gái gần như được phát động đồng thời. Mọi người nhìn lên cảnh tượng đó ánh mắt đều đầy vẻ chấn kinh. Hiển nhiên bọn họ không thể ngờ với thực lực của ứng hoan hoan và thanh đàn lại có thể thi triển được công kích khủng khiếp đến vậy. Với công kích này, chắc hẳn ngay cường giả bán bộ sinh huyền cảnh cũng phải chọn cách tránh né. Thật sự không ngờ, hai cô gái này tuổi đời còn trẻ mà thủ đoạn đã lợi hại như vậy. Ngô quần ngẩng đầu lên nhìn, đầy vẻ cảm thán. Nhưng đối thủ lần này của bọn họ là Nguyên Thương. Hắn ta đánh bại được cả thần khôi, trong số các đệ tử đông huyền vực còn ai chế ngự được hắn đây. Nói đến đây, Ngô Quần liếc nhìn Tô Nhu một cái, quả nhiên Tô Nhu tự hồ như rất muốn phản bác, hắn liền lắc đầu khổ não. Có phải muội lại định nói lâm động đại ca của muội làm được không? Tô Nhu đỏ mặt, lầm bầm gì đó nhưng rồi không nói ra. Muội nên cầu mong cho hắn nhanh chóng đến đi, nếu không trận chiến này, kết thúc sẽ là đòn đà kích rất lớn tới danh tiếng của hắn đấy dù hắn có lý do vắng mặt hợp lý thế nào nhưng nếu hắn không xuất hiện thì đệ tử đạo tông sẽ vô cùng thất vọng ngô quần nghĩ một chút nhìn tô nhu nói dù là người chiến bại cũng được người ta tôn trọng hơn một người không chịu xuất hiện ứng chiến tô nhu nghe vậy hai tay bất giác nắm chặt cắn môi nói lâm động đại ca nhất định sẽ tới hy vọng là thế ngô quần nhún vai nhìn lên bầu trời không chớp mắt ngay sau đó, đồng tử của hắn hơi co lại, bởi vì lúc này, hai đạo công kích vô cùng hung hãn đã phong tỏa đường lui của Nguyên Thương, cuối cùng lao xuống. Nguyên Đế Điển, Nguyên Đế Trung, đòn công kích đủ để khiến bất cứ cường giả cứu Nguyên Niết Bàn, đỉnh phong nào phải lạnh gáy cuối cùng đã oanh kích lên người Nguyên Thương. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, Nguyên Thương cũng hô lên một tiếng. Uỳnh, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên chói tai, một cơn bão nguyên lực cuồng bạo đang sợ hình thành trên bầu trời. Ầm 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 dường như cả không gian đều biến dạng, ngọn núi bên dưới cơn bão lập tức nổ tung, mặt đất cũng nứt toác thành vô số khe rãnh khổng lồ, không ít người hốt hoảng lùi về sau. Trước bao ánh mắt chấn kinh, làn sóng năng lượng kéo dài mấy phút sau mới dần tan đi. Sau khi cơn bão tan hết, mọi ánh mắt đều nhìn về nơi trung tâm của cơn bão ấy. Ánh sáng cuồng bạo dần dần tắt tịm, một chiếc chuông cổ khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người. Nguyên thương sư huynh đỡ được rồi, thực lực thật đáng sợ. Nhìn chiếc chuông cổ xuất hiện, đám đệ tử nguyên môn ở phía dưới lập tức bùng nổ tiếng hoan hô. Còn đám đệ tử đạo tông thì sắc mặt nhợt nhạt, bọn họ đều biết ứng hoan hoan và thanh đàn không thể thi triển công kích đáng sợ, như vừa rồi thêm lần nữa. Rắc, trước sự chú ý của tất cả mọi người, trên chiếc chuông xuất hiện những vết sạn nứt, rồi nhanh chóng lan rộng, nguyên thương lại xuất hiện trên bầu trời. Mọi ánh mắt đều nhìn về nguyên thương, nhất thời đồng tử không ít người phải co rút lại, bởi vì bọn họ nhìn thấy trước ngực nguyên thương xuất hiện một vết máu dài nửa thước. Nguyên thương cũng bị thương rồi nhìn vết thương nơi ngực nguyên thương cả không gian vang lên những tiếng ồ kinh ngạc hai nữ tử này cũng thật lợi hại công kích vừa rồi tuy cuối cùng đã bị nguyên thương chặn lại nhưng cũng khiến hắn thọ thương ứng hoan hoan và thanh đàn ở phía xa cảm giác trong lòng nhất thời trùng xuống không ngờ liên thủ công kích mạnh nhất của hai người bọn họ cũng không thể đạt được kết quả mong muốn thực lực nguyên thương quả thực đáng sợ ha ha nhiều năm rồi chưa có cảm giác bị thương nguyên thương lạnh lùng nhìn vết thương trước ngực sau đó ngẩng đầu lên nhìn Ứng Hoan Hoan và Thanh Đàn với ánh mắt dữ dằn, "Có điều, buổi biểu diễn của các ngươi đến lúc kết thúc rồi." Vừa dứt lời, sát ý lạnh thấu xương tỏa ra từ cơ thể Nguyên Thương, hắn bước ra một bước, thân hình biến thành quang ảnh lao thẳng về phía Ứng Hoan Hoan. Thấy Nguyên Thương động thủ, sắc mặt Ứng Hoan Hoan khẽ đổi, tay khẽ gảy đàn, hơn chục làn sóng âm đỏ rực bắn ra. "Rầm rầm rầm." Thế nhưng, đối mặt với công kích của Ứng Hoan Hoan, mười ngón của Nguyên Thương búng ra liên tục kinh phong đánh tan sóng âm của ứng hoan hoan, sau đó tốc độ không hề giảm, tiếp tục lao tới. Xem ra hắn định hạ sát thủ rồi. Đứng lại. Thanh đàn thấy nguyên thương tấn công ứng hoan hoan cũng khẽ giật mình, vội vàng lao tới, vung lưỡi liềm lên, xuyên thủng hư không chém xuống nguyên thương. Cút. Sắc mặt nguyên thương lạnh băng, lật tay tung một trường, nguyên lực hùng hồn nhanh như chớp đánh lên người thanh đàn. Ầm. Um. Bị đánh trúng, thanh đàn bay ngược về sau, khóe miệng chảy máu, đánh bay thanh đàn, nguyên thương đã xuất hiện phía trước ứng hoan hoan, trưởng phong mang đầy sát khí tung ra. Ứng hoan hoan thấy vậy, tay mạnh đập vào thiên hoàng cầm, chiếc đàn bay lên chắn phía trước. Nguyên thương cười khẩy, trưởng phong không hề suy giảm đánh thẳng lên thiên hoàng cầm. Keng! Phụt! Âm thanh kim loại trong vắt vang lên, kinh phong cùng bạo cuộn trào, gương mặt ứng hoan hoan đào ửng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bắn ngược ra sau, bước chân loạn choạng, có phần thảm hại rơi xuống đất. Tiểu sư tỷ, đám đệ tử đạo tông ở xung quanh thấy vậy, sắc mặt đều kịch biến. Soạt, nguyên thương thể ứng hoan hoan tránh được sát chiêu, sát khí lóe lên trong mắt rồi xoay người đuổi theo. Tuy hắn có phần e rẻ thân phận thanh đàn, nhưng với ứng hoan hoan hiển nhiên là hắn có sát ý. Bảo vệ tiểu sư tỷ. Hơn chục đệ tử đạo tông ở gần ứng hoan hoan nhất thấy nguyên thương vẫn định động thủ, lập tức xuất hiện phía trước ứng hoan hoan, nhìn quang ảnh đang bay tới với ánh mắt phẫn nộ. Các người muốn chết. Nguyên Thương thấy những đệ tử đạo tông bình thường cũng dám chắn trước mặt mình, khóe miệng nhếch lên, nguyên lục hùng hồn bùng phá, nhất thời mười mấy đệ tử kia bị hắn đánh học máu bắn ra sau, dường như còn nghe thấy cả tiếng gân cốt gãy lìa. Ứng Hoan Hoan nhìn những đệ tử đó ánh mắt lập tức đỏ ngầu. Hoan Hoan, lùi xuống. Vương Diêm đang đấu với Lôi Thiên bỗng quát lên, vì hắn đã thấy Nguyên Thương đang tung trưởng phong về phía Ứng Hoan Hoan. Thế nhưng Ứng Hoan Hoan lúc này đã cạn kiệt nguyên lực, nhìn Nguyên Thương đang lao tới mà không thể phòng ngự được gì. Vèo trưởng phòng mạnh mẽ của nguyên thương lớn dần trong mắt ứng hoan hoan thế nhưng ngay trước khi chạm mục tiêu vương diêm toàn thân đẫm máu đã bay giới một trưởng đánh lên người ứng hoan hoan bay ra sau đó hắn cũng vội vàng muốn lùi về sau đã muốn cứu người thì phải trả giá nhưng hắn vừa định lùi lại thì nguyên thương đã cười lạnh nhanh như chớp tóm lấy cánh tay vương diêm kinh lực phát ra cánh tay vương diêm vẹo đi rồi một tiếng rắc vang lên bốp bẻ gãy tay vương diêm nguyên thương tung cước đá vương diêm bay đi mấy chục mét tạo nên trên mặt đất một rãnh dài. Lôi thiên, giải quyết à ta đi. Nguyên thương lạnh lùng nói. Ừm. Lôi thiên nghe vậy, thân hình khẽ động rồi xuất hiện trước mặt nàng thiếu nữ đang sững sờ nhìn vương diêm. Giờ vẫn còn thời gian quan tâm cái khác sao. Lôi thiên nhìn ứng hoan hoan, ánh mắt đỏ hay nhìn vương diêm, khóe miệng hắn nhếch lên, hai ngón tay cong lại. Kinh phong lạnh lẽo nhanh như chớp nhằm thẳng cổ họng ứng hoan hoan mà bắn tới. Để xem lần này còn ai cứu được ngươi. Nhìn chiếc cổ trắng ngần của nàng thiếu nữ, Lôi thiên liếm môi, ánh mắt lóe lên khoái cảm biến thái. Sắc mặt của tất cả đệ tử đạo tông đều kịch biến, ánh mắt đỏ ngầu. Hoan hoan. Trên bầu trời, ưng tiêu tiêu cũng nhìn thấy cảnh tượng đó. Sắc mặt tái đi, rồi hét lên một tiếng xé lòng. Lúc này vẫn nên để ý đến bản thân đi. Linh chân cười lạnh lùng, chiếc quạt trong tay điểm ra, xuyên thủng lớp phòng ngự của ưng tiêu tiêu. Chạm vào vai nàng, kinh khí bắn ra tạo nên một cái lỗ màu trên vai nàng. Ưng tiêu tiêu thảm hại phải lùi về sau, nhưng lúc này ứng tiếu tiếu không có tâm tư để ý đến thương thế của mình, nàng tuyệt vọng nhìn nữ tử, như đóa hoa đang khô cạn sức sống trước công kích của lôi thiên. Lâm động, ứng tiếu tiếu bỗng ngửa lên trời hét lớn, âm thanh tuyệt vọng như xé rách tâm can, khiến không ít người mắt phải đỏ hoe. Đệ tử đạo tông đã bị ép đến bước đường cùng rồi. Sau tiếng thét, ứng tiếu tiếu nhìn vùng trời không chút động tĩnh, nước mắt cuối cùng đã rơi xuống, toàn thân vô lực ngồi bạch xuống đất. Nếu ứng hoan hoan xảy ra chuyện gì thì nàng còn mặt mũi nào về đạo tông? Uỳnh! thế nhưng khi ứng tiêu tiếu tuyệt vọng thì bỗng một tiếng gió rít vang lên ngay lúc ấy ứng tiêu tiếu cùng rất nhiều người khác cùng ngẩng lên bọn họ nhìn thấy một quang ảnh màu xanh đang bay tới với tốc độ khó lòng hình dung trên thân ảnh đó tỏa ra thứ sát ý nồng đậm lâm động ứng tiêu tiếu nhìn quang ảnh quen thuộc đôi mắt tuyệt vọng bỗng thay đổi lôi thiên cẩn thận nguyên thương nhìn thấy vậy sắc mặt hay thay đổi trầm giọng hét lên vút thế nhưng hắn vừa dứt lời y thì quang ảnh với tốc độ khủng khiếp đó đã lao tới Lôi Thiên chưa kịp phản ứng, thì một đạo long quyền lấp lánh thanh quang mang sức mạnh cực đoan đánh thẳng lên ngực hắn. Ầm. Âm thanh trầm đục vang lên, sau đó mọi người đều thấy toàn thân Lôi Thiên bắn ngược ra sau hàng trăm mét, đâm sầm vào vách núi, cả người lún hẳn vào trong, gây ra vô số đường rạn nứt trên vách đá cứng rắn. Đó là Lâm Động Đại Ca, huynh ấy về rồi. Trên đỉnh núi, Tô Nhu nhìn thân ảnh phủ đầy thanh quang đó, ánh mắt đầy mừng rỡ và kích động. Hắn thật sự quay lại rồi. Ngô Quần cũng có chút chấn động nhìn thân ảnh vừa đánh bay lôi thiên, sắc mặt hơi thay đổi. Bởi vì hắn cảm nhận được thứ sát khí khủng bố phát ra từ người lâm động, nó nồng đậm hơn nhiều so với đám ma quái trong dị ma vực. Lúc này hắn biết sát thần của đạo tông thật sự bạo nộ rồi. Ngô Quần nuốt một ngụm nước bọt. Tuy hắn biết thực lực của lâm động và nguyên thương có một khoảng cách khó mà đo lường, nhưng không biết tại sao, hắn cứ cảm thấy dường như lần này nguyên môn sẽ gặp phải bi kịch lớn. Thân ảnh đó dường như có ma lực khiến chiến trường đang hỗn loạn bỗng nhiên tĩnh lặng hơn nhiều đệ tử hai bên đều nhìn chăm chăm vào thân ảnh vừa mới xuất hiện kia trước bao ánh mắt chăm chú thanh quang quanh người thân ảnh kia thu dần lại cuối cùng hiện ra một thân ảnh trẻ tuổi chính là lâm động trên gương mắt hắn lúc này là hàn khí lạnh thấu xương hắn nhìn nguyên thương từ xa ánh mắt tựa như của dã thú cuồng bạo khiến cho ngay cả nguyên thương cũng phải cảm thấy lạnh gáy lâm động nhìn nguyên thương rồi quay người nhìn nàng thiếu nữ mắt đỏ hay mất đi sự linh động thường ngày trong lòng bỗng nhói đau Lâm Động run run đưa tay ra vuốt về gương mặt lạnh lạnh của nàng, ánh mắt đầy áy náy, khàn giọng nói. Xin lỗi, ta về muộn. Khi bàn tay Lâm Động chạm vào, ánh mắt nàng thiếu nữ mới có phản ứng lại, nàng nhìn gương mặt mệt mỏi vì phải vội lên đường của hắn, nước mắt bỗng trào ra. Ứng hoan hoan tiến lên hai bước rồi lao vào lòng Lâm Động, cảm xúc bị dồn nén cuối cùng cũng được bộc phát, nàng hoa khóc như đứa trẻ khiến người ta phải chua sót. Rất nhiều sư huynh đệ của chúng ta đã bị giết rồi. Vương Diêm sư huynh gãy tay, tỷ tỷ cũng bị đả thương rồi, Lâm Động ôm lấy ứng hoan hoan, bàn tay run rẩy vuốt tóc nàng, từ khi hai người quen nhau, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng thiếu nữ hoạt bát luôn tươi cười kia bật khóc, đến mức như thế này. Ngay lần đó, một mình nàng ở lại ngăn chặn mà ấn chúng, nàng cũng chưa từng khóc. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn đệ tử đạo tông toàn thân đầy vết thương, bọn họ cũng đang nhìn hắn với ánh mắt cuồng nhiệt, chứ không có chút chỉ trích vì hắn về muộn. Lâm Động sư đệ, bọn ta vô dụng, lại để tiểu sư muội phải ra tay. Bằng thống quệt đi vết máu trên mặt, ngồi trên mặt đất cười khổ, sắc mặt phức tạp nói. Lâm Động Sư Đệ, từ khi đệ vào đạo tông luôn tạo được kỳ tích. Tuy ta biết có lẽ làm khó cho đệ, nhưng mà... Bàng thống bỗng đứng dậy, rồi quỳ một chân xuống trước mặt Lâm Động, gương mặt có chút điên cuồng nhìn Lâm Động, tựa như con thú bị thương tìm được tia hy vọng cuối cùng, hét lên. Hãy vì đạo tông. Bịch bịch. Đám đệ tử đạo tông ở xung quanh cùng đồng loạt quỳ xuống. Lâm Động Sư Huynh, hãy vì đạo tông. Đệ tử đạo tông đồng thanh hô vang, âm thanh đầy thù hận khiến không ít người phải biến sắc mặt. Lâm Động ôm chặt nàng thiếu nữ trong lòng, sau đó buông tay ra, đưa tay nhẹ nhàng quệt đi nước mắt cho nàng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn đám đệ tử đạo tông, trên gương mặt trẻ tuổi ấy cũng hiện lên nụ cười lạnh lùng. Ta sẽ dùng mạng của tất cả bọn chúng bồi táng cùng những sư huynh đệ đã hy sinh. Giọng nói của hắn không quá lớn nhưng vẫn vang vọng khắp nơi, cả không gian dường như đột ngột yên tĩnh. Sát khí tựa ma quỷ ngủ vùi nhiều năm bỗng chốc tỉnh lại. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube Mộc Ly Hỏa. Các bạn đăng ký kênh để nhận những thông báo video mới nhất nhé. Vũ động càn khôn, trường 804, bản lĩnh. Lan tỏa trong không gian là một mùi tanh nồng của máu, tất cả dường như vô cùng yên tĩnh, và nguyên nhân gây ra sự yên tĩnh này chính là gã thanh niên trẻ tuổi vừa xuất hiện. Gã thanh niên này, luận về thực lực bề ngoài, thì không thể coi là xuất sắc ở nơi thiên tài nhiều như lá mùa thu này được, thế nhưng lại không một ai dám coi thường hắn. Mọi việc xảy ra trước đó khiến bọn họ hiểu rằng, coi thường hắn là một việc làm cực kỳ ngu xuẩn vì vậy khi giọng nói không vang dội nhưng đầy sát khí đó vang lên không ít người đến hít thở cũng trở nên khó khăn bọn họ cảm thấy dường như mùi máu tanh trong không gian bỗng trở nên đậm đặc hơn hẳn ứng tiếu tiếu ở trên không trung vội bay xuống sau khi thấy ứng hoan hoan không có gì đáng ngại thì thở phào nhẹ nhõm tiếu tiếu sư tỷ việc còn lại cứ để ta lâm động buông nàng thiếu nữ ra nhìn lên ứng tiếu tiếu khẽ nói ứng tiếu tiếu nhìn hắn trên gương mặt ấy không còn nụ cười thường ngày nữa trong mắt là những tia máu đỏ khiến hắn trở nên vô cùng dữ dằn chỉ là trong mắt ứng tiếu tiếu lại khiến nàng cảm thấy an lòng nàng cũng nhìn thấy sự mệt mỏi trong mắt hắn chắc thời gian đi đường hắn đã rất vất vả để về kịp lúc vất vả cho ngươi rồi cẩn thận nhé ứng tiếu tiếu đau lòng ôm ứng hoan hoan rồi nhìn lâm động nói tuy biết tình hình hiện nay nguy hiểm thế nào nhưng nàng biết gã thanh niên trước mặt ít nhất sẽ làm được những chuyện không một chút chắc chắn lâm động ca Lâm Động gật đầu, quay người lại thì một giọng nói đầy mừng rỡ truyền tới, Thanh Đàn xuất hiện với gương mặt xinh đẹp đầy hỉ sắc. Lúc này Thanh Đàn đã quệt đi vết máu nơi khóe miệng, chắc hẳn không muốn Lâm Động biết mình bị thương, nhưng gương mặt nhợt nhạt cũng để lộ phần nào. Lâm Động nhìn gương mặt nhỏ bé của Thanh Đàn, tay khẽ vỗ lên đầu nàng, lần này hắn không trách mắng nàng, chỉ là đôi mắt vốn đã dữ dằn càng trở nên đáng sợ hơn. Đưa thần khôi huynh lùi về sau. Lâm Động nhìn thần khôi bị thương cách đó không xa. Vâng, thanh đàn ngoan ngoãn gật đầu. Theo những gì nàng hiểu về lâm động, nàng biết đằng sau gương mặt bình tĩnh kia là sự phẫn nộ đáng sợ. Ở phía xa, nguyên thương lạnh lùng nhìn lâm động, ánh mắt lóe sát ít. Ta còn từng ngươi trốn đến khi cuộc thi kết thúc, không ngờ cũng có chút gan xuất hiện tại đây. Nơi này không tệ. Với lời nói mỉa mai đó, lâm động chẳng quan tâm, chỉ nhìn quanh quất. Là mộ địa cho các người chắc cũng xứng với thân phận của các ngươi rồi. Câu nói tiếp theo của Lâm Động khiến Nguyên Thương nheo mắt, hàn ý càng thêm nồng đậm. Ngươi là cái thá gì, nơi này là một địa cho đạo tông các người còn được. Gã linh tướng của Nguyên Môn vừa rồi giao đấu với Thanh Đàn, cười lạnh nói. Lâm Động liếc nhìn hắn, bàn chân nhấc lên, để lại một đạo tàn ảnh. Vút! Gã linh tướng kia cũng không tầm thường, vừa nhìn thấy tàn ảnh, sắc mặt hắn thay đổi, rồi nhanh chóng lùi về sau. Thế nhưng khi hắn vừa lùi sau, không khí phía trước mặt vang lên tiếng gió rít, lâm động đã xuất hiện trước mặt hắn một cách quỷ dị không nói lời nào tung ra một quyền khi tung quyền ra long lân trên tay hắn bỗng dần biến mất chỉ trong chớp mắt đã chui xuống dưới da bề mặt cánh tay ánh lên màu xanh từng đường vân xanh nhu động dưới da nhìn kỹ thì thấy những hoa văn đó hình rồng tỏa ra năng lượng kinh người tốc độ của lâm động cực nhanh gã linh tướng kia chỉ thấy trước mắt lóe sáng rồi năng lượng đáng sợ cùng kinh phong mạnh mẽ đánh lên ngực bịch âm thanh trầm đục vang lên sau đó tất cả mọi người cùng nhìn thấy mặt đất dưới chân gã linh tướng đó bắt đầu nứt toác, vết nứt nhanh chóng lan ra khắp nơi. Vẻ mặt gã linh tướng cứng đờ, châm chậm chậm cúi xuống nhìn Lâm Động với ánh mắt kinh hoàng. Lâm Động không hề nhìn hắn thêm lần nào, thu lại quyền rồi vòng qua hắn. Khi hắn bước đến bước thứ ba thì trên người gã linh tướng bỗng xuất hiện vết dạn nứt, sau đó bùm một tiếng nổ tung trước vô số ánh mắt kinh hãi của mọi người xung quanh. Một gã linh tướng của nguyên môn, thực lực cửu nguyên niết bàn đã bị Lâm Động đánh một quyền nổ tung. Cả không gian tĩnh lặng, Nhất thời có những tiếng hít khí lạnh vang lên, thực lực cường hãn đến mức độ này, thậm chí một vài cường giả bán bộ sinh huyền cảnh cũng khó lòng làm được. Lâm Động chậm chậm bước ra khỏi đám bụi máu, đi đến đâu đệ tử nguyên môn đều kinh hãi lùi đến đấy. Sắc mặt Nguyên Thương tối sầm lại, một lúc sau mới lên tiếng, "Dám giết đệ tử nguyên môn ta, ngươi thật to gan. Xem ra lần này ngươi chủ định kéo đệ tử đạo tông vào đường chết rồi. Yên tâm, kết cục của ngươi sẽ giống hắn thôi." Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Thương, cười nhạt, khốn kiếp, hôm nay lão tử phải xé xác ngươi. Lâm Động vừa dứt lời thì từ phía xa bỗng có tiếng gầm lên phẫn nộ. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy lôi thiên, lúc nãy bị đánh lún trong vách núi đang hàm hè nhìn Lâm Động, nguyên lực bùng phát. Thành đại đao lấp lánh lôi quang xuất hiện trong tay, sau đó hắn lao tới, vung cây đao với luồng năng lượng cùng bạo chém xuống Lâm Động, thanh thế vô cùng khủng khiếp. Hiển nhiên đây là đòn công kích toàn lực của lôi thiên. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn đao quang sắc lạnh, Long lân lấp lánh ánh sáng xanh lại quay về bên trong cơ thể, nhìn dường như từ bỏ lớp phòng ngự của cơ thể, thế nhưng bề mặt ra toàn thân hắn lại tỏa ra ánh sáng xanh, những đường gân xanh nhu động dưới lớp ra phát ra những luồng năng lượng đáng sợ. Rõ ràng, hiện giờ lâm động đã vô cùng thành thục thanh thiên hóa long quyết, lúc này nhìn hắn dường như không có lớp long lân uy vũ, nhưng thực chất lại có năng lượng đáng sợ hơn nhiều. Thu lại lớp long lân, lâm động nắm tay lại tung một quyền. Rào! Thanh quang hùng hồn bùng phát từ cánh tay lâm động phảng phất dường như có tiếng long ngâm vang lên. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy một con cự long, bằng thanh quang cuộn tròn trên nắm đấm của lâm động, rồi cứ thế dùng nắm đấm không đó đánh lên lồi đào của lồi thiền. Âm! Vào khoảnh khắc ấy, tiếng sấm rền vang vọng, một làn sóng năng lượng cùng bạo lan tỏa, mặt đất xung quanh đó nhanh chóng nứt toát thành những cái rãnh lớn. Cút! Ánh mắt lâm động dần chuyển thành màu xanh, trong mắt hắn dường như có hoa văn thanh long, một thứ áp lực, mà chỉ cự long viễn cổ mới có như ẩn như hiện tỏa ra từ người hắn. Lâm động lúc này, thật sự như một đầu cự long viễn cổ với sức mạnh lật tung thiên địa. Tiếng quát vang lên từ miệng lâm động, thanh quang bùng phát, một luồng năng lượng đáng sợ khiến sắc mặt lôi thiên kịch biến. Toàn thân lôi thiên run lên, lôi đào tuột khỏi tay, thân hình bay ngược ra sau một cách thảm hại. Giao đấu chính diện, lôi thiên đã hoàn toàn yếu thế. Lâm động nhìn lôi thiên, ánh mắt lóe sát ít, thân hình biến thành quang ảnh rồi xuất hiện trước mặt lôi thiên. Lâm Động, ngươi dám? Linh chân thấy Lâm Động định hạ sát thủ, sắc mặt lạnh băng, điểm quạt trong không trung, một đạo nguyên lực sắc lệnh biến thành hình cây trường mâu bắn thẳng về phía Lâm Động. Thế nhưng khi nó sắp cắm lên người Lâm Động thì hắn đưa tay trái ra, tóm lấy cây trường mâu, rồi tay kia nắm lại nhanh như chớp đánh lên ngực Lôi Thiên. Phụt! Sắc mặt Lôi Thiên kịch biến, máu tươi phun ra, thân hình hắn thảm hại bay về sau, khí tức yếu đi rất nhiều, rõ ràng đã bị trọng thương. Cả không gian vang lên những tiếng hít khí lạnh vô số ánh mắt kinh dị nhìn thân ảnh trẻ tuổi kia. Chỉ trong vài hiệp, một quyền đánh chết một linh tướng nguyên môn, đồng thời trong tình trạng bị tiểu linh vương can thiệp, lại đánh trọng thương tiểu lôi vương lôi thiên, bản lĩnh này thật khiến người ta phải há hốc miệng. Không ít người nhìn nhau, chẳng trách mà vừa rồi lâm động giá mạnh miệng như vậy, thì ra thời gian vừa qua thực lực hắn đã tăng lên rất nhiều. Tình hình tiếp theo sẽ đặc sắc lắm đây. Một số người nhìn về phía nguyên thương, lúc này sắc mặt đã tối sầm lại xem ra muốn dọn dẹp đệ tử đạo tông cũng không đơn giản như bọn chúng nghĩ. Vũ động càn khôn, trường 805, trận đấu đỉnh cao. binh một bàn tay thò ra từ phía sau lôi thiên, đỡ lấy lưng hắn, tiếp nhận hết năng lượng còn sót lại. Lôi thiên quay lại, không ngờ lại là nguyên thương, quệt máu khóe miệng, sắc mặt khó coi, nói. Thực lực tên tiểu tử này mạnh hơn lần trước. Bát nguyên niết bàn, nguyên thương lạnh lùng nói. Nhưng mà hắn tu luyện được một thứ vũ kỹ luyện thể vô cùng cường hãn, xem ra thành tựu cũng không phải tầm thường. Vừa rồi chỉ là ta sơ suất mà thôi. Lôi thiên nghiến răng. Người không phải đối thủ của hắn nữa rồi. Nguyên thương lạnh nhạt nói. Nghe thế, sắc mặt lôi thiên thay đổi, ánh mắt không cam tâm, nhưng cuối cùng cũng không phản bác. Đòn công kích vừa rồi, hắn không hề nương tay nhưng vẫn bị lâm động một quyền đả thương. Từ đó có thể thấy bây giờ dù lâm động giao chiến chính diện với hắn, thì cũng không hề thua kém. Tên khốn kiếp. Mặt lôi thiên tối lại, nhưng thấp thoáng cũng thấy sợ hãi, lần đầu gặp trong dị ma vực, Lâm Động chẳng qua thắng hắn là nhờ kỹ xảo, nhưng chỉ trong một, hai tháng mà thực lực của hắn đã không ngừng tăng tiến, thậm chí đến mức ngay cả lôi thiên cũng không thể làm gì được. Làm sao đây? Lúc này Linh chân cũng đáp xuống, nhìn Lâm Động rồi hỏi Nguyên Thương. Để ta giải quyết hắn. Nguyên Thương bước ra, hắn nhìn Lâm Động rồi nhếch mép cười. Ta sẽ khiến hắn hiểu, muốn làm chủ cứu thế sẽ phải trả giá. Ồ, quyết định ra tay rồi sao? Linh chân nhướng mày nhìn Lâm Động đầy thích thú, hắn biết rõ thực lực của Nguyên Thương, vừa rồi ngay cả thần khôi cũng bại trong tay hắn, huống hồ là một lâm động. Tuy lực chiến đấu của lâm động vượt xa so với thực lực bề ngoài, nhưng lẽ nào hắn có thể mạnh hơn thần khôi được? Mọi ánh mắt đổ dồn lại khi Nguyên Thương bước ra, sau đó ánh mắt của không ít người đều biến đổi, xem ra cuối cùng Nguyên Thương cũng quyết định ra tay rồi. Đám đệ tử Nguyên Môn thấy vậy, hiển nhiên khí thế cũng hồi phục không ít, ánh mắt nhìn lâm động lại ánh lên hung quang. Hiển nhiên bọn chúng vô cùng tin tưởng vào Nguyên Thương. Vút, khi nguyên thương bước ra từ phía xa bỗng lại có âm thanh xé gió vang lên mọi người ngẩng đầu lên thì thấy một thân ảnh thước tha áo trắng đứng trên đoá thanh liên bay tới chính là lăng thanh trúc là người có danh khí không hề thua kém nguyên thương lăng thanh trúc vừa xuất hiện lập tức thu hút không ít ánh mắt của mọi người thậm chí nguyên thương cũng phải dừng lại sự chú ý đó không phải chỉ vì dung nhan của nàng mà ngay cả thực lực của nàng cũng khiến nguyên thương không thể coi thường thực lực cùng là sinh huyền cảnh tiểu thành đủ để khiến nàng có vị trí vững chắc trong số các đệ tử đỉnh cấp của Đông Huyền Vực. Trước sự chú ý đó của mọi người, Lăng Thanh Trúc đã quá quen thuộc, ánh mắt quét xuống nhìn rồi dừng lại trên thân ảnh trẻ tuổi đầy sát khí, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Xem ra sự tình đã đến mức tồi tệ nhất rồi. Hai bên hiện giờ rõ ràng không thể hòa giải được nữa, một trận chiến là khó tránh khỏi. Ha ha, Thanh Trúc, ta nghe ngô quần huynh của Quý Tông nói nàng có việc trong dị ma vực, nếu như nàng không thấy phiền thì ta có thể đi cùng nàng nhìn thấy lăng thanh trúc gương mặt lạnh lùng của nguyên thương cũng hiện nụ cười hòa hảo đa tạ ý tốt của nguyên thương huynh chuyện của thanh trúc đã làm xong lăng thanh trúc nghe vậy cười nói vậy thì tốt cho phép ta giải quyết xong việc ở đây rồi nói chuyện với nàng sau nguyên thương có thể cảm nhận được sự khách khí và xa cách trong câu nói bình thản đó của lăng thanh trúc hắn nhíu mày nhưng vẫn cười nói lăng thanh trúc không đáp chỉ nhìn về lâm động lúc này không hề nhìn mình hơi lưỡng lự một chút môi khẽ động, một âm thanh rất nhỏ được bọc bởi nguyên lực truyền tới tay lâm động. Người cẩn thận, nguyên thương không dễ đối phó đâu. Nghe được giọng lăng thanh trúc, vẻ mặt không chút biểu cảm của lâm động có chút cảm xúc, hắn nhìn về phía lăng thanh trúc, khẽ gật đầu. Lăng thanh trúc thấy thế cũng không nói gì thêm, biến thành một đạo thanh quang bay về đỉnh núi có người của cửu thiên thái thanh cung. Từ sát khí trên người lâm động, nàng có thể biết được chắc chắn đạo tông đã bị tổn thất nặng nề trước sự công kích của nguyên môn. Với tính cách của Lâm Động đương nhiên không dễ dàng cho qua, vì thế khó tránh khỏi một trận đại chiến. Nhưng nàng không thể nhúng tay vào chuyện này được, từ quan hệ cá nhân, nàng sẽ nghiêng về phía Lâm Động. Quan hệ phức tạp giữa nàng và Lâm Động khiến nàng đau đầu, nhưng so với quan hệ giữa nàng và Nguyên Thương thì vẫn tốt hơn một chút. Thế nhưng đương nhiên không thể chỉ quan tâm đến một phương diện, nàng là đệ tử của Cửu Thiên Thái Thanh cung, hơn nữa trận đấu này không phải chuyện riêng giữa Lâm Động và Nguyên Thương, mà nó liên quan đến hai tông phái siêu cấp thực lực cường hãn nếu nàng nhúng tay vào sẽ kéo theo cửu thiên thái thanh cung vào điều này sẽ chỉ khiến sự việc càng thêm rắc rối nguyên thương nhìn theo lăng thanh trúc ánh mắt hơi tối lại tin tức truyền âm từ lăng thanh trúc đến tai lâm động tuy được nguyên lực che giấu nhưng vẫn bị nguyên thương phát hiện ra tuy hắn không biết lăng thanh trúc nói gì nhưng điều đó dường như cho thấy quan hệ giữa hai người bọn họ có lẽ không đơn giản vì nguyên thương chưa từng thấy lăng thanh trúc hành động như thế với bất cứ nam nhân nào phu nguyên thương hít sâu một hơi kìm nén sát ý bùng phát do đố kỵ quay lại nhìn Lâm Động với ánh mắt u tối. Ngươi thật sự đã liên tiếp cho ta lý do để giết ngươi. Lâm Động mơ hồ cười nhạt, nói. May mắn là ngay từ ban đầu ta đã có ý nghĩ đó rồi. Nguyên thương nhét môi cười châm chọc, sau đó ánh mắt hắn lạnh băng, nguyên lực hùng hồn bùng nổ sôi sục. Rõ ràng nguyên lực của nguyên thương đã hùng hồn đến mức đáng sợ. Sinh huyền cảnh tiểu thành, trong cơ thể đã sản sinh ra sinh khí, sinh khí hòa chung với nguyên lực, mức độ dồi dào của nó, những người dưới sinh huyền cảnh không thể nào sánh được. Nguyên Thương chậm chậm bay lên không trung, nguyên lực phía sau dâng trào tự như thủy triều, hắn nhìn xuống Lâm Động giống như thần tiên nhìn người phàm, nở nụ cười nham hiểm. Ngươi dựa vào cái gì chiến đấu với ta? Vừa dứt tiếng cười, ánh mắt hắn lạnh băng, đập bàn tay về phía Lâm Động. Quỳnh, nguyên lực hùng hồn, lập tức biến thành một bàn tay ánh sáng khổng lồ ập xuống đầu Lâm Động. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn, chiếc đỉnh lô đỏ rực xuất hiện trong tay rồi phình to, đem theo ánh sáng đỏ sáng chói lao thẳng về phía quang trường của Nguyên Thương. Bùm, sức mạnh cuồng bạo lan tỏa trên không trung quang trưởng nổ tung sau đó đỉnh lô bay trở về lơ lửng trên đỉnh đầu lâm động ánh mắt lâm động nhìn nguyên thương với sát ý băng hàn vô số luồng năng lượng nóng bỏng lan tỏa quanh chiếc đỉnh lô đỉnh lô rơi vào tay ngươi nguyên thương nhìn thấy chiếc đỉnh ánh mắt nhất thời tối sầm sắc mặt lôi thiên và linh chân cũng biến đổi hiển nhiên bọn chúng không thể ngờ thứ bọn chúng đã tốn công sức nhưng không lấy được cuối cùng lại rơi vào tay lâm động có điều ngươi tưởng dựa vào một món linh bảo thuần nguyên là có thể kháng cự được sao? Ta dùng nguyên lực của sinh huyền cảnh là có thể khiến cho ngươi tiêu hào đến chết. Ánh mắt nguyên thương lóe lên hàn ý, thực lực sinh huyền cảnh tiểu thành cấp cho hắn lượng nguyên lực dồi dào hơn hàn lâm động. Dù lâm động có linh bảo thuần nguyên nhưng cũng không thể là đối thủ của hắn. Nguyên lực dồi dào hơn ta sao? Hình như chưa chắc. Thế nhưng lâm động chỉ ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh băng, hai tay kết ấn huyền ảo, cuối cùng bàn tay ấn lên mặt đất. Uynh uinh, uinh lập tức từ mặt đất bỗng khuếch tán ra vô số luồng năng lượng kỳ dị. Sau đó mọi người có thể nhìn thấy, cả vùng đất bắt đầu trở nên khô cằn với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Theo đó là vô số luồng năng lượng khủng khiếp từ bốn phương tám hướng đổ về lâm động. Đây là... Nguyên thương nhìn cảnh tượng đó, đồng từ có rút lại. Đại hoàng vu kinh. Vũ động càn khôn. chương 806, tái hiện đại hoàng vu kinh. Ầm ầm. Vùng đất rộng lớn bỗng rung lên, vô số làn sóng ba động lấy lâm động làm trung tâm điên cuồng lan tỏa ra khắp nơi. Trước sự lan tỏa đó, mặt đất lập tức khô cằn với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, đỉnh núi rậm rạp bỗng nhanh chóng khô héo, một thứ khí tức hoang vô lan tỏa ra khắp không gian. Đồng thời với lúc đó, một luồng năng lượng dồi dào đột nhiên trào dâng, cuối cùng chảy vào người lâm động. Đây là đại hoang vu kinh của đạo tông sao? Sự thay đổi của đại địa lập tức gây ra vô số những tiếng kêu kinh ngạc, không ít người cảm nhận được sự thay đổi đó, hơn nữa chân chạm mặt đất, cũng cảm nhận được luồng năng lượng dồi dào đang di chuyển bên dưới không ngờ lâm động lại tu luyện thành công đại hoàng vu kinh ánh mắt ngô quần ngưng trọng nhìn thân ảnh kia giọng nói khó che giấu nổi sự chấn động đương nhiên không chỉ hắn ngay cả lăng thanh trúc ở bên cạnh cũng phải nheo mắt lại danh tiếng của đại hoàng Vũ kinh không chỉ ở đạo tông mà đối với các tông phái siêu cấp khác cũng vô cùng vang dội năm đó thiên tài tuyệt thế của đạo tông là chu thông đã tu luyện được môn vũ kỹ này sau đó dựa vào nó mà tung hoành trước các đệ tử trẻ tuổi của Đông Huyền Vực. Cuối cùng khi hắn xông vào Nguyên Môn đã biến một ngàn dặm quanh Nguyên Môn, biến thành hoàng địa, giết chết ba đại trưởng lão. Cả ba người đó đều là những lao yêu đã bước vào từ huyền cành ạ. Tuy hiện giờ lâm động chưa thể đạt được đến mức độ như của Chu Thông, nhưng chắc chắn uy lực của đại hoàng vũ kinh không hề tầm thường, chẳng trách mà hắn tự tin giao đấu với nguyên thương. Chỗ nguyên môn, không ít đệ tử đã nhận ra môn vũ kỳ đáng sợ khiến đệ tử nguyên môn nghe thấy tên cũng phải biến sắc kia, sâu trong ánh mắt đều hiện lên vẻ sợ hãi. Không ngờ hắn đã tu luyện thành công. Sắc mặt của Linh Trần cũng đã tối sầm lại, lầm bầm nói. Từ sau Chu Thông năm đó, đại hoang vu kinh của Đạo Tông không còn ai tu luyện được, sao hắn có thể? Ánh mắt Linh chân đầy vẻ khó tin. Không cần quá căng thẳng, tuy hắn tu luyện thành công đại hoang vu kinh, nhưng còn lâu mới bằng được Chu Thông, hơn nữa trong cơ thể lão đại có linh ấn. Tên tiểu tử đó hôm nay có làm gì cũng khó thoát được cái chết. Linh Trần cười khẩy, không thể tha cho hắn được. Ánh mắt Lôi Thiên tràn ngập sát ít, hiện giờ Lâm Động thể hiện tiềm lực quá đáng sợ, nếu cứ để cho hắn trưởng thành với tốc độ này, có lẽ chỉ vài năm nữa Nguyên Thương cũng không thể áp chế nổi hơn. Ai có thể đảm bảo hắn sẽ không thành một chu thông thứ hai chứ? Đúng là không thể tha cho hắn được. Linh Trần nheo mắt, lầm bầm. Uinh uinh. Trước bao ánh mắt chăm chú của mọi người, mặt đất rung chuyển một lúc, cuối cùng cũng dần yên tĩnh lại. Chỉ là trong vòng bán kính trăm dặm, mặt đất đã hoàn toàn trở nên hoang tàn khí tức hoang vu lan tỏa khắp không gian khiến nguyên lực trong cơ thể mọi người cũng phải vận chuyển chậm lại khí hoang vu thật quỷ dị một số người cũng đã cảm nhận được gì đó trong lòng run lên vội vàng vận nguyên lực chặn khí hoang vu ở xung quanh không cho xâm nhập vào cơ thể nguyên thương đứng trên không trung sắc mặt ủ ám nhìn lâm động phía dưới hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng hùng hồn đang trào dâng dưới mặt đất cuối cùng chảy hết vào người lâm động đó chính là điểm bá đạo của đại hoàng vu kinh trực tiếp hấp thụ sức mạnh của đại địa tạm thời biến nó thành năng lượng của bản thân tuy nói chỉ cần thiên vũ kỹ đa phần đều có thể mượn được sức mạnh của thiên địa nhưng hiển nhiên đại hoàng vu kinh trong số các thiên vũ kỹ tuyệt đối là môn bá đạo nhất chu thông năm đó đã dựa vào nó để nổi danh hiền hách trong đông huyền vực ta đã coi thường người rồi nguyên thương trầm chậm, chậm nắm tay lại giọng nói trầm đục mang theo sự lạnh lẽo vang lên trong không trung tuy đại hoàng Vũ kinh có thể hấp thụ lực hoàng vu gia tăng sức mạnh cho bản thân nhưng yêu cầu vô cùng hà khắc chu thông năm đó cũng không dám tùy tiện sử dụng hiện giờ ngươi không sợ sẽ không chịu nổi mà bạo thể chết sao rõ ràng nguyên thương cũng khá hiểu biết về đại hoàng Vũ kinh môn vũ kỹ này đúng là vô cùng bá đạo nhưng nếu người tu luyện không đạt đến một trình độ nhất định gắng gượng hấp thù luồng năng lượng rồi sau đó thì ngược lại sẽ thành tự tìm cái chết tuy nguyên thương biết lâm động có vũ kỹ luyện thể không tầm thường nhưng hắn không cho rằng lâm động có thể sánh được với chu thông nghe tiếng cười khẩy của nguyên thương lâm động cũng trầm trầm ngẩng đầu lên trên gương mặt trẻ tuổi dần nở nụ cười châm chọc lạnh lùng vậy sao lâm động khẽ cười rồi hai tay kết ấn ngay sau đó thanh quang dâng tràn trong mắt hai tròng mắt biến thành màu xanh trong đó còn có hoa văn rồng cuộn tròn một áp lực cực lớn lan tỏa ra từ thân thể hắn thanh quang phát ra thu vào không ổn định dưới lớp da của lâm động lâm động hiện giờ thanh thiên hóa long quyết nhìn bề ngoài không còn sự hoa lệ dũng mãnh như trước nhưng đằng sau sự đơn giản lúc này lại là một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào. Bề mặt da lâm động lúc này có màu xanh nhạt, dường như có dấu hiệu khô như lớp da rồng, nhìn có vẻ rất mỏng manh nhưng lại có khả năng phòng ngự cực lớn. Rào, thanh quang trào dâng, biến thành những đường vân xanh trên bề mặt da lâm động, tiếng long ngâm trầm đục vang vọng khắp trong cơ thể hắn khiến khí huyết sụp sôi. Hấp thu, lâm động chạm bàn tay xuống mặt đất rồi hồ lớn. Sau đó mọi người nhìn thấy nơi lâm động đứng đột nhiên xuất hiện từng đạo quang trụ, trong những cột sáng này có năng lượng vô cùng dồi dào, lúc này đang được lâm động hấp thụ vào cơ thể. Điều khiến người ta chấn kinh nhất chính là sau khi hấp thụ chỗ năng lượng đó, thân thể lâm động dường như không có chút dấu hiệu nào sắp phát nổ, rõ ràng hắn đã đạt đến mức chịu đựng được nguồn năng lượng dồi dào kia. Uinh uinh! Theo đó khí tức của hắn cũng dần tăng lên, mức độ hùng hồn của nó đã đạt đến mức độ kinh người. Tên khốn kiếp! Lôi thiên nhìn lâm động trong cột sáng với vẻ mặt khó coi, hắn có thể cảm nhận được nguyên lực của lâm động lúc này đã vượt qua hắn sức sống trong vòng vài chục dặm quanh đê đã bị hắn hút sạch đây có lẽ là giới hạn của hắn rồi nhưng dù vậy cũng rất khó đối phó không ngờ hắn có thể chịu đựng được ánh mắt linh chân cũng co rút lại ngay cả hắn cũng cảm nhận được một sự nguy hiểm từ trên người lâm động toàn thân lâm động đúng là cái động không đáy khiến người ta không thể biết được cực hạn quang trụ cuối cùng dần biến mất từ trong nó bước ra một dáng người trẻ tuổi gầy gò bước chân hắn không hề nặng nề nhưng giống như dẫm lên địa mạch vậy, âm thanh rất nhỏ cũng khiến đại địa rung chuyển. Thanh quang tan đi, Lâm Động ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh khóa chặt lấy nguyên thương sắc mặt đang tối sầm lại. Lâm Động cười, khẽ nói: "Giờ ngươi còn mấy phần ưu thế?" Uỳnh. Lâm Động vừa dứt lời, một luồng khí tức mạnh mẽ bùng phát, sức mạnh này vượt qua cả cường giả bán bộ sinh huyền cảnh như Lôi Thiên, ép mạnh về phía nguyên thương. Phù. Cảm nhận hai luồng khí tức mạnh mẽ đang va chạm trên không trung, không ít người khẽ thở ra, rồi nhịp tim tăng tốc. vốn dĩ bọn họ nghĩ trận chiến giữa thần khôi và nguyên thương là trận đấu đỉnh cao nhất của cuộc thi đấu tông phái, nhưng cảnh tượng hiện giờ khiến bọn họ nhận ra, trận giao chiến đỉnh cao thật sự giờ mới bắt đầu. vũ động càn khôn. chương 807 kịch chiến nguyên thương. uin uin. nguyên lực cuồng bạo tự thủy chiều trào dâng từ trong cơ thể lâm động, mức độ hùng hồn của nó khiến không ít người cảm thấy kinh hoàng. trước vô số ánh mắt chăm chú hai bàn tay lâm động từ từ nắm lại, cảm nhận luồng năng lượng trong cơ thể, khóe miệng hắn nhếch lên hài lòng. Đại hoang vu kinh, mà hắn thi triển hiện giờ đã mạnh hơn lần giao thủ với vương diêm rất nhiều. Hơn nữa quan trọng nhất là nhục thể của hắn đã rắn chắc hơn trước đây, năng lượng có thể dung nạp đã vượt xa trước đây. Hiện giờ lực chiến đấu của hắn mới thật sự thuộc thời kỳ đỉnh phong. Đúng là nằm ngoài dự liệu của ta. Nguyên thương cúi nhìn lâm động phía dưới, sâu trong đáy mắt sát ý ngày một nồng đậm hơn. Thực lực mà Lâm Động thể hiện thật sự khiến hắn cảm thấy bất ngờ, kẻ địch có tiềm lực thế này phải diệt trừ càng sớm càng tốt, chuyện của Chu Thông năm đó xảy ra một lần là đủ rồi. Nhưng hôm nay bất luận ngươi dùng thủ đoạn gì, thì nơi đây cũng sẽ là nơi ngươi chôn thây. Ánh mắt Nguyên Thường tối sầm lại, nguyên lực dâng tràn, tay nắm lại, thanh thiết kiếm hiện ra, thân kiếm rung lên, vô số đạo kiếm khí sắc lạnh bắn thẳng về phía Lâm Động. Thế nhưng đối mặt với công kích đó của hắn, Lâm Động không thể có ý tránh né, hắn ngửa lên cười lớn, vung tay lên, phần thiên đỉnh trên đỉnh đầu bỗng xoay tròn, bắn ra vô số cột lửa nóng bỏng đánh tan kiếm khí. nguyên thương muốn giết ta thì hãy lấy bản lĩnh thật sự ra đây. chút thủ đoạn này chỉ khiến cái danh thủ lĩnh tam tiểu vương của người bị bôi nhọ mà thôi. thân hình lâm động khẽ động xuất hiện bên trên phần thiên đỉnh, nhìn nguyên thương cười lạnh. vừa dứt lời, tâm thần hắn khẽ động, phần thiên đỉnh nhanh chóng phình to biến thành cái đỉnh khổng lồ lơ lửng trên không trung, cuối cùng luồng sáng đỏ rực ngưng tụ hình thành một đạo quang trận bên dưới cái đỉnh khổng lồ, lan tỏa ra những luồng năng lượng cuồng bạo. Phần thiên trận. Nguyên Thương nhìn quang trận bên dưới phần thiên đỉnh, nheo mắt lại, rõ ràng hắn cũng nhận ra trận pháp này. Muốn ngưng tụ trận pháp đối phó với ta sao? Ánh mắt Nguyên Thương lạnh băng, bọn chúng từng rơi vào phần thiên đỉnh, đương nhiên biết sự lợi hại của phần thiên trận. Lần đó bọn chúng có thể thoát được là vì trận pháp chưa khai mở, hiện giờ Lâm Động khống chế được phần thiên đỉnh, đương nhiên có thể khai mở phần thiên trận nếu bị nhốt trong trận pháp đó thì sẽ vô cùng rắc rối. Đâu có dễ như vậy. Nguyên thương không phải loại người ngồi im chờ chết, vì thế khi thấy lâm động định dùng phần thiên trận đối phó mình, hắn bước chân ra, hơn chục đạo tàn ảnh bay qua chân trời, trước mắt đã xuất hiện phía trước lâm động. Tay cầm thiết kiếm mang kình phong có thể khiến một cường giả cửu nguyên nít bàn, đỉnh phong tan thành cho bụi nhằm thẳng cổ họng lâm động đâm tới. Thế nhưng lâm động không chút hoàng hốt, bàn tay nắm lại, nguyên lực hùng hùng cuộn trào, hư không phía trên nứt ra, để lộ một bàn tay khổng lồ bằng hư ảnh thò ra. Đại hoang nhân thiên thủ. Bàn tay khổng lồ mang trong nó sức mạnh cuồng bạo hơn trước đây, đập thẳng xuống nguyên thương. Kinh phong cuồng bạo ập từ trên xuống, ánh mắt nguyên thương lạnh băng, thiết kiếm trong tay chém mạnh xuống. Một đạo kiếm kình hàng trăm trượng giáng xuống, chém tan bàn tay khổng lồ kia. Lúc này thực lực bá đạo sinh huyền cảnh tiểu thành của nguyên thương đã hoàn toàn bộc lộ. Vút. Đúng lúc thanh kiếm của nguyên thương tách đôi bàn tay khổng lồ, trong mắt hắn bỗng xuất hiện thanh quang, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt hắn, mười ngón tay tựa như ngọn thương bắn tới nguyên thương như vũ bão. Phụt phụt, vô số chỉ ảnh màu xanh mang theo sức mạnh hung hãn xuất hiện khiến không khí như nổ tung. Muốn chết. Nguyên thương thấy Lâm động dùng tay không dám tiếp cận hắn để tấn công, sát ý dâng tràn trong mắt, thiết kiếm chấn động biến thành vô số kiếm ảnh chém lên chỉ ảnh. Keng keng keng. Chỉ ảnh kiếm ảnh va chạm, nhưng không hề có máu tươi bắn ra, mà lại là âm thanh kim loại giòn tan tên lửa tóe ra khiến người ta phải kinh hãi. Nhục thể cường hãn thật. Sức mạnh tỏa ra khi thiết kiếm chém lên chỉ ảnh khiến đồng tử nguyên thương co rút lại. Lúc này hắn mới biết sự cường hãn của nhục thể lâm động. Rào. Lâm động tiến lại gần nguyên thương, bề mặt ra hắn dường như có hoa văn thanh long, tiếng long ngầm ngân vang. Lúc này lâm động cũng đã bộc phát sự tấn công ác liệt nhất. Mọi bộ phận trên người hắn từ tay, chân, đầu gối đều đã biến thành vũ khí tấn công, những đợt công kích bằng nhục thể đem theo thanh thế mạnh mẽ ập tới nguyên thương như vũ bão uinh 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 rõ ràng hiện nay lâm động đã thành thục thanh thiên hóa long quyết điều này cũng khiến nhục thể của hắn càng thêm rắn chắc trong khi tấn công dường như còn có tiếng xương cọ sát vang lên rõ ràng nguyên thương chưa thể thích ứng được với lối tấn công này của lâm động vì thế có phần ứng phó chật vật nhưng dù sao nguyên thương cũng không phải kẻ tầm thường sau khoảng thời gian ban đầu hắn đã nhanh chóng lấy lại phong độ nguyên lực bùng nổ biến thành một chiếc chuông cổ khổng lồ quanh người chiếc chuông bao quanh thân thể nguyên thương nhưng lâm động không hề dừng lại công kích như vũ bao tấn công lên chiếc chuông cổ khiến tiếng chuông không ngừng vang vọng khắp không gian không ít người đều kinh ngạc nhìn công kích điên cuồng đó bọn họ có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ trong từng đòn đánh của lâm động cuộc chiến này khiến khí huyết của người ta sôi sục tiếng chuông không ngừng vang lên gương mặt lâm động cũng dần trở nên dữ dằn trước công kích liên tục đó của hắn trên thân chiếc chuông cổ bắt đầu xuất hiện vết dạn nứt. Phá! Quyền phong bỗng nhiên dừng lại, rồi tung quyền với một tư thái cuồng bạo hơn nhiều. Một đường hoa văn thanh long trên cơ thể lâm động lao ra, biến thành một đầu cự long bay ra cùng nắm đấm của lâm động, oanh kích lên thân chuông. ầm, âm thanh chói tai vang lên, những làn sóng ba động cuồng bạo lan tỏa, trước rất nhiều ánh mắt chăm chú của mọi người, chiếc chuông cổ nhất thời nổ tung. Chiếc chuông cổ nổ tung khiến năng lượng cuồng bạo bùng phát, hai thân ảnh cũng bị bay ngược ra phía sau, sau mấy chục bước mới đứng vững lại được. Tất cả nhìn lên trận chiến ác liệt, nhất thời không ít người đều chép miệng. Mới giao đấu mà đã ác liệt thế này, vượt xa với trận chiến nguyên thương và thần khôi. Có thể thấy hai người này mới thật sự là quyết chiến sinh tử. Mỗi lần ra tay là không hề nương tình, rõ ràng là muốn đuổi cùng giết tận. Nhưng mà, có thể ép nguyên thương đến mức này, lâm động cũng thật cường hãn. Lâm động lít nhìn rất nhiều vết thương trên cơ thể mình, đó là do thiết kiếm của nguyên thương gây ra. Nhưng công kích đủ để giết cường giả Cửu Nguyên Niết Bàn, Đỉnh Phong lại chỉ có thể để lại trên người hắn những vết thương màu trắng nhàn nhạt. nhạt. Sảng khoái. Lâm Động nhếch mép, vặn vẹo người một chút. Đây là lần đầu tiên hắn thi triển công kích nhục thể đến mức này. Sau đó hắn cười lạnh, ngẩng đầu lên nhìn chiếc đỉnh khổng lồ, sau thời gian Lâm Động giữ trên nguyên thương, phần thiên trận bên dưới đỉnh lô đã ngưng tụ thành công. Người cũng thử uy lực của phần thiên trận đi. Lâm Động nở nụ cười u tối lần trước sâu bên trong dị ma vực đã có hai huynh đệ dương thị nếm thử uy lực của nó. Bọn chúng đã bị thiêu thành cho bụi bên trong phần thiên trận, hiển nhiên nó sẽ khiến nguyên thương vô cùng thê thảm. Vút! Trên trời, bên dưới phần thiên đỉnh, quang trận đào rực bỗng lao xuống, bao trùm lấy nguyên thương lúc này sắc mặt đã vô cùng khó coi. Vũ động càn khôn! Trường 808, uy lực của phần thiên đỉnh. Quang trận khổng lồ lao thẳng xuống chỗ nguyên thương trước bao ánh mắt chăm chú của mọi người, bỗng chốc ánh sáng ngưng tụ trên quang trận, một ngọn lửa rực cháy nhốt nguyên thương ở bên trong đây là phần thiên trận trên đỉnh núi lăng thanh trúc nhìn hỏa trận bao quanh nguyên thương ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc nàng cũng có ấn tượng sâu sắc với phần thiên trận trong phần thiên cổ tàng không ngờ lâm động lại triệu hồi được nó rõ ràng lăng thanh trúc cũng nhận ra phần thiên định nàng cũng đã chứng kiến sức mạnh đáng sợ mà xích bảo nhân đã dùng để chấn áp thứ sinh vật chưa biết kia tuy hiện giờ lâm động khó lòng phát huy được quy lực của thứ bảo bối này như xích bảo nhân nhưng thực lực nguyên thương cũng không thể sánh được với thứ sinh vật kia tên lâm động này đúng là nhiều thủ đoạn ngay đến nguyên thương cũng bị hắn ép đến mức thảm hại thế này ngô quần cảm thán trong giọng nói cũng có chút thán phục thực lực nguyên thương thế nào hắn biết rất rõ nhưng trận chiến vừa rồi lâm động không chỉ không bị rơi xuống thế hạ phong mà ngược lại còn nhốt nguyên thương trong trận pháp bản lĩnh này có lẽ chẳng ai có thể phủ nhận muội đã nói rồi mà lâm động đại ca không sợ nguyên thương đâu tô nhu không khỏi đắc ý nói lớn vừa dứt lời, nàng cũng thầm thở phào. Hiển nhiên dù rất có lòng tin với Lâm Động nhưng dù sao nàng vẫn có chút lo lắng. Vì dù thế nào, đối thủ lần này của Lâm Động là Nguyên Thương, nhân vật ưu tú nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi của Đông Huyền Vực. Lòng tin của muội cũng có lý do, có điều cũng không cần vui mừng sớm như thế. Muội tưởng Nguyên Thương dễ đối phó sao? Vừa rồi thần khôi còn bại trong tay hắn, tuy Lâm Động nhiều thủ đoạn nhưng muốn thắng hắn cũng không phải chuyện dễ. Ngô Quần lắc đầu, nói, Ừm, Nguyên Thương không dễ đối phó, với thần khôi, ta cũng chỉ có 6 phần khả năng chiến thắng, nhưng hắn thì dễ dàng kích bại được thần khôi, rõ ràng có tuyệt chiêu còn ẩn giấu. Hai người bọn họ giao đấu ai thắng ai bại hiện giờ khó nói. Lăng Thanh Trúc khẽ gật đầu, nói. Nghe Ngô Quần nói, vốn dĩ Tô Nhu còn định phản bác, nhưng giờ nghe Lăng Thanh Trúc nói vậy, nàng chỉ có thể gật đầu, trầm mặc một lúc lại nói. Nhưng muội vẫn tin Lâm Động Đại ca sẽ thắng. Ngô Quần không nói gì, hiển nhiên hắn không hiểu tại sao Tô Nhu lại coi lâm động như chiến thần bất bại như thế. Lăng Thanh Trúc nghe vậy, tấm mạng che mặt khẽ động, dường như khẽ cười, sau đó ánh mắt nhìn về hỏa trận phía xa xa. Nàng cũng muốn xem xem, trận long tranh hổ đấu này ai sẽ cười được đến phút cuối. Uỳnh! Trong hỏa trận, sắc mặt nguyên thương tối sầm lại, thiết kiếm trong tay hắn rung lên, kiếm kình mạnh mẽ đánh lên hỏa trận, nhưng chỉ gây nên những gợn năng lượng chứ không có chút dấu hiệu phá vỡ được nó. Rõ ràng phần thiên trận có chút bất phàm, đã nhốt được hắn ở bên trong, với thực lực của người, dù có phần thiên đình thì thúc động được mấy phần sức mạnh của nó. Đòn công kích đầu tiên thất bại, nhưng Nguyên Thương lại tĩnh tâm, nhìn Lâm Động với ánh mắt băng hàn, cười mỉa mai. Từ một số cổ tịch, Nguyên Thương biết được phần thiên lão nhân năm đó ở thời kỳ viễn cổ đã dựa, vào phần thiên đình đã giết không ít cường giả đình phong, thế nhưng rõ ràng Lâm Động hiện giờ còn lâu mới đạt được đến trình độ đó. Đủ để dọn dẹp ngươi. Lâm Động nhìn Nguyên Thương cười nhạt, cũng không có ý định nói gì với hắn, Thủ ấn biến hóa phần thiên đỉnh trên không trung bỗng lật ngược nắp đỉnh rơi xuống sau đó bắt đầu quay tít từ trong miệng đỉnh có ánh sáng đỏ rực nóng bỏng ngưng tụ nếu ngươi đã tự tin như vậy thì ta sẽ phá trận pháp cho ngươi xem ngươi còn uy phong được gì nguyên thương thấy thế ánh mắt âm u lạnh băng thân thể khẽ rung lên nguyên lực hùng hồn bùng phát rồi hai ngón tay điểm trong không trung nguyên đế điển nguyên đế kiếm chỉ một chùm sáng chói lòa tụ lại nơi đầu ngón tay của nguyên thương nhanh chóng biến thành cây quang kiếm khổng lồ hắn vung hai ngón tay xuống quang kiếm mang theo sức phá hoại đáng sợ chém xuống hỏa trận hừ lâm động thấy thế cũng chỉ hừ một tiếng hai chân bước những bước huyền ảo nguyên lực bùng nổ một đạo quang ảnh khổng lồ hình thành phía sau hắn ngay khi quang ảnh thành hình một luồng chiến ý ập tới như vũ bão võ đế điển pháo sát thủ bước chân của lâm động bỗng dừng lại sắc mặt ngưng trọng tung ra một quyền quang ảnh phía sau cũng vung quyền lên một bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ chiến ý ngập tràn lao thẳng về quang kiếm ầm năng lượng cùng bạo bùng nổ khiến quang trận gợn sóng, nhưng vẫn không thể đánh tan được nó. võ đế điển trong quang trận nguyên thương có phấn chấn động nhìn quang ảnh lan tỏa đầy chiến ý, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. trong dị ma vực có không ít cổ tàng thời viễn cổ, trong đó cũng không ít cổ tàng nổi tiếng, phần thiên cổ tàng là một trong số đó, một cái khác chính là võ đế cổ tàng. nghe nói trong đó có môn vũ kỹ tâm huyết của cả đời võ đế, võ đế điển. Thứ vũ khí đó chỉ mạnh hơn chứ không kém ba đại thần điền của nguyên môn. Khốn kiếp! Nguyên thương không kìm được chỉ thầm một tiếng, vận khí của lâm động sao có thể tốt như vậy? Không chỉ có được phần thiên đỉnh mà ngay võ đế điển, chưa từng ai nhìn thấy cũng rơi vào túi hắn. Lâm động nhìn nguyên thương, lúc này sắc mặt khá khó coi, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Võ đế điển hắn mới có được, nhưng thiên phú vũ kỹ của hắn vượt xa hai huynh đệ dương thị nên, dù chưa thật thành thục nhưng cũng đã mạnh hơn hẳn hai huynh đệ kia dù mới ở bước đầu, nhưng mức độ cường hãn của môn vũ kỹ này đã vô cùng mạnh mẽ, hiển nhiên sau này sẽ trở thành sát chiêu của hắn. Giờ ngươi hãy thưởng thức sự lợi hại của phần thiên trận đi. Lâm Động ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở miệng phần thiên đỉnh, ánh sáng đỏ rực nóng bỏng đã ngưng tụ đến mức tối đa, nhiệt độ khủng bố đó khiến không gian cũng biến dạng. Phần thiên đỉnh, phần hỏa bát hoang. Ánh mắt Lâm Động lạnh băng, thủ ấn biến hóa, sau đó chỉ về phía nguyên thương bên trong trận pháp. Phần thiên đỉnh khẽ rung lên không ngừng phát ra tiếng u. Quỳnh. Phần thiên đỉnh rung lên không lâu, sau đó ánh sáng nơi miệng đỉnh bắn phụt ra như dòng dung nham núi lửa về phía nguyên thương. Những nơi dòng dung nham đi qua, không khí đều biến dạng, sức mạnh đáng sợ đó khiến sắc mặt của không ít người phải thay đổi. Ánh mắt bọn lôi thiên, linh chân cũng đầy kinh hãi, bọn chúng biết rằng, nếu là mình ở trong quang trận thì chắc chắn sẽ tan thành cho bụi. Uinh uinh, dòng dung nham bắn thẳng vào trong phần thiên trận, quang trận lúc này cũng nhấp nháy không ngừng khiến nhiệt độ càng thêm khủng khiếp. Ngưng, lâm động bỗng nắm chặt tay chỉ thấy năng lượng đỏ rực trong quang trận bỗng nhanh chóng hạ nhiệt dường như dòng dung nhàm đông đặc lại biến thành một ngọn núi hàng trăm trượng đè xuống nguyên thương thắng rồi đám đệ tử nguyên môn thấy vậy đều hoan hô vang dội bọn bàng thống cũng kích động đến run người mấy người ứng tiêu tiếu nhìn nhau tuy không quá vui mừng nhưng ánh mắt cũng khó che giấu niềm vui giải quyết xong rồi trên đỉnh núi không gian tĩnh lặng ngô quần kinh ngạc nhìn lên bầu trời ánh mắt giàu vẻ khó tin Lăng Thanh Trúc nhíu mày nhìn chăm chăm ngọn núi khổng lồ kia, rồi đồng tử bỗng nhiên co rút lại, lắc đầu nói. Chưa đâu. Đúng là khó đối phó. Cùng lúc đó, Lâm Động cũng lầm bầm một tiếng. Khi hắn vừa dứt lời thì trên đỉnh núi bỗng hiện ra vô số vết dạn nứt, ngay sau đó ánh sáng chói mắt bắn ra, cả ngọn núi nổ tan tành. Lâm Động lùi về phía sau, vẫy tay một cái. Phần thiên đỉnh rơi xuống tay, ánh mắt hắn tối lại nhìn chỗ ánh sáng bắn ra, một thân ảnh rách dưới cùng sát y nồng đậm bước ra khiến ta chật vật đến mức này, lâm động, trong số các đệ tử đông huyền vực, chỉ có người là có thể. Giọng nói âm u đầy sát ý vang lên, tất cả nhìn sang thì thấy người bước ra chính là nguyên thương. Lâm động lúc này cũng đang nhìn nguyên thương, sau đó ánh mắt hắn dừng lại chỗ trán của nguyên thương, ở đó là một đạo phù văn huyền ảo đang lấp lánh ánh sang chói mắt. Phù văn xuất hiện lần này rõ ràng hơn lần giao đấu với thân khôi. Vì thế khi nó vừa xuất hiện thì rất nhiều người đã phát hiện ra, rồi có rất nhiều tiếng kêu kinh hãi vang lên linh ấn. Phù. Lâm Động thở hắt ra một hơi, ánh mắt thật sự trở nên ngưng trọng, không ngờ nguyên thương cũng có tuyệt chiêu mạnh đến vậy. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Mộc Ly Hỏa. Các bạn đăng ký kênh để nhận những thông báo video mới nhất nhé. Vũ Động Càn Khôn, chương 809, cục thế chuyển biến. Hiển nhiên Lâm Động không xa lạ gì với linh ấn, từ khi tham gia Bách Triều đại chiến, Tô Nhu đã có được thứ này, cộng với mấy hôm trước, dưới đáy Thái Thanh Tiên Chỉ, Lăng Thanh Trúc cũng có được một linh ấn đối với thứ này ngay cả lâm động cũng phải thấy ham muốn chỉ những cường giả có thực lực vô cùng cường hãn sau khi chết mới ngưng tụ được linh ấn trong đó có toàn bộ năng lượng của người đó khi còn sống tính ra có thể là một thứ thiên tài địa bảo chỉ có điều thứ kỳ bảo này tuyển chọn người kế thừa vô cùng khắc nghiệt bản thân linh ấn không có trí tuệ thường thì nó dựa vào bản năng tìm người có mức độ dung hợp cao nhất với mình ví dụ như trong thái thanh tiên trì thứ linh ấn đó tìm đến lăng thanh trúc chứ không chọn lâm động điều này khiến lâm động vô cùng bất lực tuy dùng biện pháp mạnh có thể sẽ đoạt được nó nhưng nhìn chung cưỡng ép sẽ không thể có hiệu quả hoàn mỹ nhất được người có linh ấn tuy không thể sánh được với luân hồi giả nhưng lợi ích của nó cũng không nhỏ dù gì thì ở thời kỳ viễn cổ cường giả ở luân hồi cảnh cũng khá ít mà mấy năm nay lâm động cũng chỉ biết một luân hồi giả duy nhất là ứng hoan hoan còn linh ấn thì số lượng nhiều hơn không ít đương nhiên muốn có được nó cũng cần có cơ duyên nhất định ít nhất thì lâm động muốn có từ lâu mà cũng chưa được trong linh ấn có năng lượng vô cùng cường hãn mà thuần túy. Số năng lượng này sẽ tăng lên cùng với thực lực của người có nó, rồi dần dần dung nhập hoàn toàn vào thân thể. Tốc độ tu luyện của người có linh ấn nhanh hơn người thường rất nhiều. Ngoài ra vào những lúc nguy hiểm cũng có thể dùng năng lượng của linh ấn tạm thời tăng thực lực tự thân chống lại cường địch. Nghe nói ở một địa vực khác rộng lớn hơn đông huyền vực, trong một số đấu giá hội quy mô lớn thậm chí còn đấu giá cả linh ấn, chỉ có điều, muốn mua được nó thì cái giá có lẽ cũng khá khủng bố từ đó có thể thấy linh ấn cũng vô cùng hiếm có vì thế khi lâm động nhìn thấy chán nguyên thương xuất hiện linh ấn hắn mới kinh ngạc như vậy không ngờ nguyên thương lại có linh ấn trên đỉnh núi ánh mắt ngô quần đầy ngưỡng mộ nhìn lên bầu trời sau đó nhìn sang tô nhu ở bên cạnh địa vị của hắn trong cửu thiên thái thanh cung cũng không thấp nên cũng biết được một vài thông tin ví dụ như chuyện tô nhu cũng có linh ấn chẳng trách mà hắn trở thành kẻ ưu tú nhất trong số đệ tử đông huyền vực thì ra có linh ấn tương trợ đúng là bất công gương mặt tô nhu bất bình nói cùng là người có linh ấn nàng biết lợi ích của nó đối với việc tu luyện lúc này xem ra nguyên thương đã dùng đến sức mạnh của linh ấn như vậy lâm động đã rơi vào phiền phức rồi ngô quần nhìn tô nhu có chút bất lực hắn rất muốn nhắc nhở lẽ nào mụi quên trong người mình cũng có thứ đó trên thế gian này làm gì có sự công bằng tuyệt đối có lúc có cơ duyên được linh ấn cũng là một loại thực lực lần này có lẽ lâm động gặp nguy hiểm rồi Ngô Quân ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh trẻ tuổi đứng trên cái đỉnh, ánh mắt cũng có chút khâm phục. Bất luận thắng thua thế nào thì danh tiếng Lâm Động cũng vang dội khắp Đông Huyền vực rồi. Với thực lực bát nguyên niết bàn khiến Nguyên Thương Sinh huyền cảnh tiểu, thanh phải dùng đến linh ấn, bản lĩnh này đủ để khiến người ta phải chấn kinh rồi. Lăng Thanh Trúc ở bên cạnh, ánh mắt cũng hiện vẻ lo lắng. Tuy nàng biết Lâm Động có rất nhiều thủ đoạn, lần này nếu không phải dựa vào Đại Hoàng Vu Kinh, hấp thụ năng lượng từ môi trường xung quanh, thì có lẽ không thể chống cự được đến mức này mà hiện giờ Nguyên Thương đã dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng, dùng linh ấn, thực lực của hắn sẽ đại tăng, rõ ràng tình hình lâm động lúc này không được khả quan. Cả không gian bỗng sao động vì việc Nguyên Thương bất ngờ dùng đến linh ấn. Chỗ đạo tông, mấy người ứng tiếu tiếu đều đã không còn chút hỉ sắc nào, thay vào đó là sự lo lắng, cục thế chuyển biến quá nhanh. Linh chân nhìn lên trời, cười nhạt. Xem ra trận chiến cũng sắp kết thúc rồi. Vừa rồi thần khôi cũng chỉ khiến lão đại dùng một chút linh ấn, lúc này sức mạnh linh ấn đã dùng triệt để, lâm động chết là cái chắc. Lôi thiên cũng cười lạnh. Lát nữa lâm động bị giải quyết, chắc chắn đạo tông sẽ hỗn loạn. Vừa rồi ta vẫn chưa giết sướng tay, vừa hay ở đây làm gì cũng có lý do chính đáng. Lần này giết nhiều hơn một chút, để sau này đệ tử đạo tông, nhìn thấy đệ tử nguyên môn chúng ta là vãi cả ra quần. Lôi thiên cười lớn. Bọn đệ tử nguyên môn ở xung quanh nghe vậy, hung quang lấp lánh trong mắt, cười lạnh gật đầu. Linh ấn sao? Đúng là khá bất ngờ trên bầu trời lâm động hít sâu một hơi nhìn nguyên thương ở phía xa nói người nói xem ta nên cho người chết thế nào nguyên thương vỗ vỗ bộ quần áo rách dưới trên người mình hình tượng của hắn lúc này có phần thảm hại điều này cũng khiến sát ý trong mắt hắn càng nồng đậm hơn lâm động nghe thế ánh mắt lóe hàn ý nhưng không đợi hắn nói gì thì đồng tử đã co lại thân hình lùi nhanh về sau vút đúng lúc ấy không gian trước mặt hắn biến dạng một thân ảnh bỗng lao ra đầy quỷ dị thiết kiếm trong tay đem theo một luồng kiếm khí sắc lạnh nhằm thẳng cổ họng lâm động đâm tới tốc độ của nguyên thương đã nhanh hơn trước đó nhiều nhát kiếm này lâm động không kịp tránh bèn bắt chéo tay trước mặt chặn lại xoẹt thiết kiếm chém lên tay lâm động nhưng lần này không bắn ra tia lửa cánh tay hắn hiện lên một vệt máu tiếp đó là máu tươi chảy ra rõ ràng nhờ có linh ấn thực lực nguyên thương đã bùng nổ mạnh mẽ đòn công kích mạnh mẽ đó đã phá vỡ được lớp phòng ngự của lâm động lâm động lùi nhanh về sau liếc nhìn vết thương trên tay, tuy có chút đau đớn nhưng cũng không có gì đáng ngại. Nếu không phải đã có tiến bộ về thanh thiên hóa long quyết, thì có lẽ nhát kiếm vừa rồi của Nguyên Thương đã phế luôn tay hắn rồi. Để xem ngươi đỡ được bao nhiêu lần. Nguyên Thương lấy tay quệt vết máu trên kiếm, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Động cười lạnh, sau đó ánh mắt tối lại, thân hình biến thành một đạo tàn ảnh bay ra. Thân thể Lâm Động rung lên, đôi cánh long rực sang rộng rồi nhanh chóng lùi về sau. Vút! Lâm Động vừa lùi về sau, thì một đạo kiếm quang khổng lồ hàng chục trượng chém xuống nơi hắn vừa đứng. Ngay sau đó Nguyên Thương lại xuất hiện, công kích một lần nữa ập tới như vũ bão. Trên bầu trời, hai người một đuổi một chạy, đối mặt với Nguyên Thương dùng đến linh ấn, Lâm Động ứng phó vô cùng miễn cưỡng, nhất thật cục diện đã bị Nguyên Thương chiếm ưu thế. Đám đệ tử Nguyên môn lúc này đều cười lạnh, một số người còn làm nhiều hành động chế giễu về phía các đệ tử đạo tông, khiến không ít đệ tử đạo tông mặt đỏ gay. Hắn cứ định tháo chạy vậy sao? Ngô Quân nhìn lên bầu trời, bất giác cười khổ. Tốc độ của Lâm Động đúng là rất nhanh, cứ cố tình tránh né như vậy, dù là nguyên thương cũng khó lòng giết được hắn, nhưng cứ chạy như vậy được sao? Lăng Thanh Trúc hơi nhíu mày, nàng nhìn chăm chăm về thân ảnh không ngừng tránh né sự truy sát của nguyên thương, bỗng lắc đầu, khẽ nói. Dường như hắn đang chuẩn bị cái gì đó. Hửm, ngô quần khựng người, rồi vô cùng hoài nghi nói. Tỷ cho rằng hắn vẫn còn thủ đoạn khác à? Dù có đi nữa thì lẽ nào đánh bại được nguyên thương có linh ấn? Lăng Thanh Trúc khẽ cắn môi, nàng cũng không rõ, nhưng với những gì nàng hiểu, có lẽ Lâm Động sẽ không từ bỏ. Nếu hắn đã có hành động thì chắc chắn hắn có thủ đoạn, chỉ là rốt cuộc có tác dụng không thì không rõ. Người chỉ biết cách trốn tránh thế thôi sao? Sự uy phong vừa nãy đâu rồi? Nguyên thương cười khẩy chế diễu. Nhưng Lâm Động chẳng quan tâm, chỉ thấy bàn tay bên trong ống tay áo của hắn khẽ rung lên. Người có thể trốn, để xem bọn đệ tử đạo tông trốn được đi đâu ánh mắt nguyên thương tối sầm lại, thân hình quay đi, cánh tay vung xuống, một đạo kiếm khí mạnh mẽ hàng chục trượng chuyển hướng bắn về phía đệ tử đạo tông. Với thực lực hiện nay của hắn, trong số các đệ tử đạo tông, hiển nhiên chẳng ai ngăn chặn được đòn công kích này. Vì vậy mà khi thấy thế, sắc mặt bọn họ đều kịch biến. Sắc mặt ưng tiếu tiếu trở nên khó coi, nàng nghiến răng, vừa định động thủ ngăn cản thì bỗng nhiên một thân ảnh gầy gò xuất hiện trên bầu trời, rồi dùng chính thân thể hứng lấy kiếm khí, một vệt máu dài một thước hiện ra trên vai lâm động kéo dài xuống tận bụng hắn máu tươi chảy ra khiến bộ dáng hắn vô cùng thê thảm lâm động sư huynh đệ tử đạo tông phía dưới nhìn thấy vậy sắc mặt đều kịch biến tất cả mọi người đều nắm chặt tay ánh mắt đỏ ngầu đúng là có khí phách nguyên thương nhìn thích thú rồi oám ám nói giờ người có chạy được nữa không không cần chạy nữa lâm động bỗng vặn vẹo thân người bình thản nhìn vết thương trên người mình rồi ngẩng đầu lên nhìn lâm động nhếch môi cười vì người nên chạy tiếp theo, sẽ là ngươi. Lâm Động giơ hai tay ra, một quang trận huyền ảo hiện ra trong bàn tay. Hắn cắn nhẹ đầu lưỡi, một ngụm máu bắn lên quang trận. Chỉ trong chớp mắt quang trận biến thành một đạo trận đồ, hàng trăm trượng bao phủ cả thiên địa, lan tỏa ra một thứ năng lượng khiến người ta phải run rẩy. Trận đồ khổng lồ bao phủ cả thiên địa, gương mặt của Lâm Động lúc này cũng tái nhợt, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ quạch nhìn Nguyên Thương, sau đó giọng nói lạnh bằng không chút tình cảm vang lên. Ta đã nói rồi, ta sẽ khiến cho tất cả người của nguyên môn phải bồi táng cùng sư huynh đệ đạo tông đã hy sinh. Vũ động càn khôn. Chương 810, điên cuồng. Trận đồ khổng lồ bắn ra vô số tia sáng huyền ảo lan tỏa khắp bầu trời, sau đó đan chéo vào nhau phát ra một mùi vị vô cùng cổ xưa. Quang trận này rõ ràng phức tạp hơn phần thiên trận rất nhiều, hơn nữa năng lượng tỏa ra từ nó cũng khiến người ta phải sợ hãi. Trận pháp này chính là càn khôn cổ trận, chỉ có điều quy mô lần này là khủng bố nhất từ trước đến giờ. Đây là trận pháp gì ngô quần có phần kinh hãi nhìn trận pháp bao phủ khắp bầu trời kia tuy trận pháp chưa được khởi động hoàn toàn nhưng hắn đã cảm nhận được mùi vị của sự nguy hiểm từ nó hắn quay sang nhìn lăng thanh trúc hỏi sao hắn có thể ngưng tụ được trận pháp bất cứ lúc nào như vậy trận pháp phức tạp thế này sao hắn có thể một mình mà làm ra được lăng thanh trúc nhìn về thân ảnh sắc mặt hơi nhật nhạt trên không trung bàn tay khẽ nắm lại nói có lẽ hắn có nguyên hình của trận pháp vì thế không cần ngưng tụ, chỉ cần đủ nguyên lực là có thể khởi động. Nhưng trận pháp thế này tiêu hao rất nhiều nguyên lực, Lăng Thanh Trúc lẩm bẩm, càng có thể cảm thấy khí tức của Lâm Động đang nhanh chóng yếu đi, rõ ràng dù có đại hoang vu kinh hấp thụ năng lượng môi trường xung quanh, nhưng với trận pháp này, hắn vẫn khá miễn cưỡng mới có thể thi triển ra được. Đây là cái gì? Bọn linh chân, lôi thiên cũng biến sắc vì trận pháp khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Độ phức tạp của trận pháp này đã vượt xa phần thiên trận, với nhãn lực của bọn chúng cũng không nhận ra đây là trận pháp gì. Tuy trước đây Lâm Động đã từng dùng càn khôn cổ trận, nhưng quy mô lúc đó không bằng một phần mười hiện giờ, vì thế bọn Linh chân không thể nhận ra. Tên tiểu tử này đúng là khó sơi. Linh chân nghiến răng, không biết vì sao hắn mơ hồ cảm giác được sự bất an. Tập hợp tất cả mọi người lại. Ánh mắt Linh chân lấp lánh, rồi trầm giọng nói. Sao vậy? Lôi thiên nhíu mày hỏi. Ta cứ có cảm giác không ổn. Trận pháp kia khiến linh chân có cảm giác như ngồi trên đống lửa. Ngươi thật sự cho rằng tên tiểu tử đó có thể khiến tất cả đệ tử nguyên môn chúng ta bồi táng cho đám phế vật đạo tông sao? Lôi Thiên trao mày, nhưng khi thấy sắc mặt nặng nề của linh chân, hắn do dự một chút rồi vẫy tay tập hợp đệ tử nguyên môn lại. Linh chân thấy vậy, thở phào, ánh mắt tối lại nhìn lên trời, lầm bầm. Ta muốn xem xem rốt cuộc ngươi có thể dùng thủ đoạn gì. Thủ đoạn của ngươi đúng là không ít. Nguyên Thương ngẩng đầu lên nhìn trận đồ khổng lồ sau đó dần cúi xuống nhìn chằm chằm lâm động châm giọng nói nhưng người muốn dựa vào thứ này để đối phó ta thì có lẽ hơi hoang đường nguyên thương bước chân ra linh ấn trên trán lấp lánh nhất thời một luồng năng lượng hùng hồn đột nhiên bùng phát từ cơ thể hắn dường như là sinh huyền cảnh tiểu thành đình phong ta sẽ cho ngươi thấy rằng tuyệt chiêu của ngươi chỉ là trò cưới trước mặt ta nguyên lực tự thủy chiều trào dâng từ trong cơ thể nguyên thương cuối cùng biến thành một đạo cự ảnh hàng trăm trượng tỏa ra một thứ áp lực mạnh mẽ nguyên đế điển, nguyên đế thể. Nguyên thương hồ một tiếng lạnh lùng, bàn tay biến kiếm quyết chém mạnh xuống. Uỳnh! Ngay lúc ấy, cự ảnh phía sau hắn cũng nhấc tay lên, một luồng năng lượng khủng bố xuyên thùng thiên địa, đem theo sức phá hoại đáng sợ chém xuống quang trận. Âm âm âm! Vô số luồng năng lượng cuồng bạo bùng phát, không khí lúc này dường như cũng bùng nổ, trên không trung vang lên những âm thanh huỳnh huỳnh không ngớt. Tất cả đều có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ từ đòn công kích của nguyên thương năng lượng dư thừa từ đạo nguyên lực đó cũng khiến các cường giả cửu nguyên niết bàn phải thấy ra đầu tê dại lâm động nhìn cảnh tượng đó hai mắt ngưng tụ hàn ý thủ ấn biến hóa trận pháp trên không lập tức xoay chuyển hửng sao trận pháp đó lại xoay ngược chiều lâm động đánh đến phát ngốc rồi ạ à? trận pháp vừa xoay chuyển là không ít người nhận ra điều gì đó ngay lập tức có không ít tiếng kêu kinh ngạc vang lên thế nhưng lâm động không để tâm đến những tiếng kêu đó chỉ thấy trong trung tâm trận pháp nhanh chóng ngưng tụ một chùm sáng kỳ dị vút. Chùm sáng cũng chỉ khoảng một thước, trên đó cũng không tỏa ra bất cứ luồng năng lượng nào, nhưng khi Lâm Động nhìn thấy nó thì khóe miệng nhướng lên, ngón tay điểm trên không trung, chùm sáng bắn thẳng về phía cự ảnh trước bao ánh mắt chăm chú của mọi người. Hai bên va chạm không hề gây nên bất cứ âm thanh chói tai nào, cũng không xuất hiện sự giằng co, những nơi chùm sáng đi qua, nguyên lực mà cự ảnh lan tỏa đều biến mất một cách quỷ dị. Chùm sáng bắn qua đường chân trời, tất cả mọi người đều sững sờ nhận ra, cự ảnh đã bị xuyên thủng, dường như căn bản không thể ngăn chặn trùm sáng kia vậy cái gì mặt nguyên thương biến sắc hắn có thể cảm nhận được khi trùm sáng kia bay qua ngay cả nguyên lực thiên địa cũng hoàn toàn bị phân giải hết rốt cuộc nó là thứ gì cuối cùng nguyên thương cũng hốt hoảng hắn nhanh chóng lùi về phía sau để tránh chùm sáng vèo chùm sáng lướt qua người nguyên thương rồi bắn trúng một gã đệ tử nguyên môn ở bên dưới phụt tất cả mọi người đều nhìn thấy toàn thân gã đệ tử đó đã biến mất một cách quỷ dị thậm chí ngay cả máu thịt cũng không để lại chút nào. Xung quanh chỗ gã đệ tử đó lập tức xuất hiện một khoảng trống, tất cả đệ tử nguyên môn đều kinh hãi nhìn cảnh tượng đó, một thứ hàn khí đáng sợ đang trào dâng trong tim bọn chúng. Nhìn sự sợ hãi trên gương mặt của các đệ tử nguyên môn, Lâm Động khẽ nhướng môi cười đầy hung hăng, trong đôi mắt hắn dường như dâng tràn sự điên cuồng. Lâm Động, người đang tìm cái chết. Đồng tử nguyên thương co rút lại, hắn nhìn Lâm Động, sâu trong tim cũng dâng tràn hàn ý, rồi hắn gầm lên. Lâm Động chỉ mỉm cười, rồi bỗng lấy tay đập lên ngực, một ngụm máu bắn ra, phun lên đại trận. Trên càn khôn cổ trận lập tức có một màn sáng hiện ra, cuối cùng ập xuống, bao trùm lấy toàn bộ đệ tử nguyên môn. Lâm Động, ngươi muốn làm gì? Muốn gây chiến giữa nguyên môn và đạo tông sao? Linh chân thấy thế, sắc mặt kịch biến, vội vàng quát lên. Ở đây cho phép làm bất cứ điều gì, không phải trước đây các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Nghe thấy tiếng quát đó của Linh chân, Lâm Động chỉ cười nhạt, nụ cười khiến đệ tử nguyên môn không rét mà run. Ta đã nói rồi, tất cả các ngươi phải bồi táng. Lâm Động nhìn xuống đám đệ tử nguyên môn, quệt đi vết máu nơi khóe miệng, giọng nói yếu ớt vang lên, nhưng lại khiến tất cả mọi người đều tê dại. Bọn họ nhìn gương mặt tái nhợt của Lâm Động, lúc này bọn họ mới hiểu, Lâm Động thật sự muốn giết toàn bộ đệ tử nguyên môn. Hắn điên rồi. Một thứ hàn khí sọc thẳng từ bàn chân lên đỉnh đầu của tất cả mọi người, thủ đoạn của hắn có phải quá tàn độc rồi không? Vũ động Càn Khôn. Chương 811, Hoàng Vu Châu. Ánh sáng bắn xuống từ trận pháp trên không trung, gom hết đệ tử Nguyên Môn ở bên trong. Hành động điên cuồng của Lâm Động lúc này đã hiển hiện rõ ràng, hắn không muốn tha cho bất cứ đệ tử nào của Nguyên Môn. Khi hiểu ra được điều này thì dù những đệ tử bát nguyên niết bàn cũng không kìm được mà hít vào một hơi khí lạnh. Đệ tử đỉnh cấp của các tông phái khác, sắc mặt cũng tái nhợt, rõ ràng đã bị hành động điên cuồng của Lâm Động dọa cho chết khiếp. Cuộc thi đấu tông phái tuy luôn có thương vong, nhưng chưa từng có ai thật sự muốn diệt trừ sạch sẽ đối phương. Ngay cả Chu Thông năm đó cũng chỉ giết hơn 100 đệ tử và một tiểu nguyên vương của nguyên môn mà thôi. Vậy mà lúc này Lâm Động lại định diệt toàn bộ đệ tử nguyên môn. Thủ đoạn hung tàn này thật khiến người ta phải nổi da gà. Điên rồi điên rồi. Nếu hắn giết hết đệ tử nguyên môn thì có lẽ nguyên môn sẽ bùng nổ. Số đệ tử đạo tông chết trong tay nguyên môn cũng không ít đâu. Tôi nhục cắn môi. Trước đó nàng đã tận mắt chứng kiến các đệ tử đạo tông bị chèn ép, đến mức thế nào, hơn nữa nàng cũng biết Lâm Động trước nay là người trọng tình nghĩa, với tính cách của hắn, thấy đệ tử đạo tông bị tổn thương như vậy chắc chắn sẽ bạo nộ. Mà Lâm Động một khi đã bạo nộ thì thủ đoạn sẽ khiến người khác phải lạnh xương sống. Ngô Quần không nói gì, rồi thở dài một tiếng, ân oán hai bên đã không thể điều hòa, đệ tử nguyên môn từ đầu đến cuối đều muốn sỉ nhục đạo tông, nhưng bọn chúng không ngờ trong số đệ tử đạo tông, lần này lại xuất hiện sát thần như Lâm Động. Ở đây làm bất cứ điều gì thì các tông phái cũng không được truy cứu nhưng nếu lâm động thật sự làm thế thì quan hệ giữa đạo tông và nguyên môn sẽ triệt để trở mặt lăng thanh trúc khẽ nói trong các cuộc thi đấu tông phái bao năm nay không biết đạo tông đã có bao nhiêu người mất mạng trong tay đệ tử nguyên môn món nợ này không phải không phải trả chỉ là chưa đến lúc mà lúc này có lẽ đã đến lúc rồi lăng thanh trúc nhìn về gã thanh niên gầy gò đứng trên đỉnh lô sắc mặt có phần tái nhợt nụ cười dữ dằn ánh mắt nàng nhất thời có chút phức tạp xem ra hắn thật sự muốn đông huyền vực chiến động một phen ạ không biết trời cao đất dày. Muốn giữ lại toàn bộ đệ tử nguyên môn lại đây, không sợ lời nói khoác lác đau dìm chết sao. Ánh mắt nguyên thương lúc này trở thành vô cùng đáng sợ, quát lên. Tất cả đệ tử nguyên môn, kết trận. Nguyên thương cúi xuống hết với đệ tử nguyên môn. Rõ. Đệ tử nguyên môn lập tức đáp lại, cùng nhìn về lâm động với ánh mắt âm u, sau đó nhanh chóng bố trận, nguyên lực hùng hồn lập tức cuộn trào. Lão tử xem hôm nay ngươi làm được gì. Lôi Thiên ở trong trận pháp, mặt mày dữ dằn nhìn Lâm Động, cười lạnh. Lâm Động, ngươi cứ ở đây mà ngông cuồng đi, đợi khi ra khỏi dị ma vực, sau này nếu ngươi còn ở Đông Huyền vực thì phải cẩn thận một chút, cường giả nguyên môn ta sẽ rất hứng thú tìm ngươi để giao lưu đấy. Đệ tử đạo tông, kết trận. Bên phía đạo tông, Ứng Tiếu Tiếu thấy vậy cũng hô lớn một tiếng, tuy trận pháp trên không trung có năng lượng khủng khiếp, nhưng dù sao đệ tử nguyên môn cũng quá đông, trạng thái của Lâm Động hiện giờ lại không phải tốt nhất, bọn họ cũng không thể cứ đứng nhìn thế được đệ tử đạo tông lập tức đồng thanh đáp lời, rồi định lập thành trận pháp, hỗ trợ lực lượng cho lâm động. Nhưng lâm động trên trời lại xua tay. Trận pháp này chỉ có thể dựa vào sức mạnh của mình ta mà thôi. Tiếu tiếu nhíu mày, lẽ nào lâm động muốn dùng sức một mình chống lại rất cả đệ tử nguyên môn sao? Tỷ tỷ, tin hắn đi. Khi ứng tiếu tiếu định lên tiếng thì ứng hoan hoan kéo tay nàng, khẽ nói. muội cũng định nhìn hắn làm bừa sao. Ứng hoan hoan giận dữ. muội chỉ tin hắn mà thôi, Ứng Hoan Hoan mỉm cười. Ứng Tiêu Tiêu khựng người nhìn nàng thiếu nữ bên cạnh, cuối cùng thở dài bất lực, có lẽ lúc này cũng chỉ có thể làm vậy. Trong quang trận, Nguyên Thương nhìn trận pháp của đệ tử Nguyên Môn, hung quang ngưng tụ trong mắt, hắn chậm chậm đáp xuống trận pháp rồi ngẩng đầu lên nhìn Lâm Động. "Lâm Động, nếu ngươi đã nói vậy thì ta cũng cho ngươi hay, đệ tử đạo tông lần này cũng đừng hòng thoát một ai." "Vậy sao?" Lâm Động cười lạnh, chậm chậm bay lên rồi chui vào quang trận, "Ta không tin trận pháp quỷ quái." của ngươi lại chặn được công kích liên thủ của nhiều đệ tử nguyên môn như vậy. Thủ ấn của nguyên thương biến hóa, lập tức trận pháp của đệ tử nguyên môn bắn ra trùng sáng, nguyên lực hùng hồn ngưng tụ, cuối cùng biến thành một đầu mãnh sư to hàng ngàn trượng. Rao. Đầu mãnh sư hình thành từ nguyên lực ngửa lên gầm một tiếng kinh thiên động địa, đại địa rung chuyển, nứt toác ra thành những đường rãnh lớn. Hãy xem ta phá vỡ trận pháp quỷ quái của ngươi. Ánh mắt nguyên thương tối lại, tay áo vung lên, đầu mãnh sư hình thành từ nguyên lực của hàng trăm đệ tử nguyên môn lập tức lao tới trước bao ánh mắt chấn động xông thẳng vào quang trận thanh thế này khiến không ít người run rẩy mức độ mạnh mẽ của đòn công kích này ngay cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành cũng phải tránh né phù lâm động từ trên cao nhìn xuống đầu mãnh sư ngày một tới gần hắn hít sâu một hơi vung tay lên một viên thạch châu cổ phác xuất hiện giữa những ngón tay viên thạch châu này chính là lễ vật cuối cùng mà đại hoàng vu bi tặng cho lâm động hoàng vu châu sau khi có nó lâm động chưa từng dùng tới nhưng hôm nay không thể không dùng đến vút lâm động chăm chú nhìn hoang vu châu rồi cánh tay rung lên thạch châu bắn ra biến thành một đạo ánh sáng xám luồng sáng này không hề có thanh thế kinh thiên động địa so với đầu mãnh sư nguyên lực khổng lồ kia thì giống như ánh sáng của đom đóm nhưng nó vẫn lao tới cuối cùng đâm sầm vào đầu mãnh sư phụt phụt khoảnh khắc tiếp xúc không hề có tiếng nổ kinh thiên tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy một luồng lực hoàng vù lan tỏa từ thạch châu trước sự xâm thực của lực hoàng vu đầu mãnh sư nguyên lực bắt đầu tan biến với tốc độ kinh người sao có thể như vậy bọn nguyên thương nhìn cảnh tượng quỷ dị đó đồng tử đều có rút lại gương mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi bọn chúng không thể ngờ công kích ngưng tụ sức mạnh của tất cả đệ tử nguyên môn lại bị lâm động phá giải như vậy cẩn thận ánh mắt nguyên thương bỗng kịch biến hắn nhìn thấy một tia sáng xám bắn xuống cuối cùng bắn vào trận pháp trên không trung bùm ngay khi hắn vừa dứt lời thì trên thạch châu nhanh chóng xuất hiện vết nứt sau đó hắn nhìn thấy một luồng sức mạnh gần như hủy diệt tỏa ra từ viên thạch châu nhỏ bé đó Quỳnh! cả thiên địa dường như dung chuyển trận pháp do hàng trăm đệ tử nguyên môn kết thành trước sức mạnh hủy diệt đó nhanh chóng lắc lư như sắp sụp đổ phá ánh mắt lâm động lạnh băng nhất thời hô lên một tiếng trầm đục Quỳnh! lâm động vừa dứt lời sức mạnh hủy diệt đó cũng lập tức bùng nổ đến cực hạn bọn nguyên thương sắc mặt đầy kinh hãi nhìn thấy trận pháp của nguyên môn đã xuất hiện vết sạn nứt. Bùm! Vết sạn nứt lan nhanh, cuối cùng, trước vô số ánh mắt kinh hãi, trận pháp đã nổ tung. Tầng phòng ngự cuối cùng của nguyên môn đã bị phá vỡ. Vũ động càn khôn, trường 812, chiến thắng thảm liệt. Quỳnh! Tiếng nổ kinh thiên vang lên, trận pháp bảo vệ các đệ tử nguyên môn đã nổ tung, lập tức một luồng năng lượng cuồng bạo bùng nổ. Phụt phụt phụt! Đám đệ tử nguyên môn mất đi tầng phòng hộ cuối cùng, năng lượng cuồng bạo lập tức lan tỏa hàng trăm người sắc mặt tái nhợt, máu tươi bắt tung tóe, cả trận doanh vô cùng thảm hại. Năng lượng cùng bạo cuối cùng dần tiên tan, vô số ánh mắt lập tức nhìn tới, rồi bọn họ thấy trong trận doanh nguyên môn, tất cả cùng ngã ra, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi. Tử thương nghiêm trọng. Nhìn cảnh tượng đó, không ít người trong lòng phải run lên, lúc này bọn họ mới thật sự tin những lời lâm động nói là thật, hắn thật sự muốn giải quyết toàn bộ đệ tử nguyên môn. Thủ đoạn thật cường hãn, cũng may chưa đắc tội với hắn. Kiếm si tiết lăng của kiếm tông ra đầu tê dại đi khi nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng thầm cảm thấy may mắn ban đầu không có ra tay với đệ tử đạo tông. Lâm động, ta phải xé xác ngươi. Trong trận doanh của nguyên môn, sắc mặt nguyên thương tím tái lại nhìn số lượng đệ tử nguyên môn bị tổn thất, hắn ngẩng đầu lên nhìn lâm động, gầm lên. Bên cạnh nguyên thương, lôi thiên và linh chân cũng có phần thê thảm. Bọn chúng nhìn cảnh tượng đó, sắc mặt cũng tối lại, nhưng cũng có chút kinh hại khó che giấu bọn chúng thật sự không thể tin nổi lâm động dùng sức một mình, không chỉ phá vỡ trận pháp của nhiều đệ tử nguyên môn như vậy, mà còn đả thương bọn họ. Lâm động cúi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn nguyên thương, một lát sau, giọng nói không chút biểu cảm vang lên. Món nợ các người nợ đạo tông trước đây, hôm nay ta sẽ đòi bằng hết. Vừa dứt lời, thủ ấn của lâm động biến đổi, chỉ thấy càn khôn cổ trận lại nghịch chuyển, vô số chùm sáng kỳ dị hình thành bên trong trận pháp. Khốn kiếp, người dám. Nguyên thương thấy vậy, sắc mặt kịch biến quát lên, vút lâm động vung tay vô vàn chùm sáng kỳ dị lập tức lao như vũ bão tới những đệ tử nguyên môn mặt đầy sợ hãi bên dưới mau rút lui nguyên thương thấy vậy vội hét lên phụt phụt thế nhưng đệ tử nguyên môn đã mất đi sự bảo vệ của trận pháp không còn đường lui nữa chỉ có thể dùng nguyên lực tạo lớp phòng vệ bên ngoài nhưng nó chẳng có chút tác dụng phòng ngự nào trước chùm sáng mang lực phân giải quái dị của lâm động vì thế khi chùm sáng bắn tới tất cả đều kinh hãi nhìn thấy rất nhiều đệ tử nguyên môn bắt đầu biến mất trong không khí lực phân giải trong những chùm sáng kia đã xóa bỏ bọn chúng khỏi thế giới này cảnh tượng lúc này không có màu tươi bắn tung tóe không có tiếng kêu thảm thiết có chăng chỉ là từng bóng người bỗng biến mất một cách quỷ dị cảnh tượng khiến người ta không rét mà run tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt ra nhìn đệ tử nguyên môn biến mất khỏi thiên địa với tốc độ kinh người chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà đệ tử nguyên môn chỉ còn lại chưa đến một nửa tên tạp chủng nguyên môn ta sẽ không tha cho ngươi ánh mắt lôi thiên đỏ quạch gầm lên. Xót xa, cuối cùng các người cũng biết cảm giác đó rồi sao? Gương mặt lâm động dần hiện lên vẻ dữ dằn đáng sợ hơn, hắn cúi xuống cười lớn. Vừa rồi các người giết đệ tử đạo tông ta không phải rất sung sướng sao? Giờ sung sướng tiếp đi. Ánh mắt nguyên thương long lên sòng sọc, đột nhiên hắn bỗng hít sâu một hơi, gằn từng tiếng nói. Lâm động, chuyện trước đây có lẽ bọn ta hơi quá đà, nhưng ngươi làm như vậy cũng quá đáng rồi, cứ thế này đối với ai cũng không tốt, chỉ bằng chúng ta mỗi bên nhường một bước. Đệ tử đạo tông người tổn thất không ít, nhưng nguyên môn ta cũng thương vong nghiêm trọng, hay là đến đây thì thôi đi. Lão đại! Lôi thiên nghe vậy, không cam tâm hét lên. Cầm miệng! Nguyên thương quát lớn, ánh mắt đầy sát ý nhìn lôi thiên, lúc này lôi thiên mới ngậm miệng lại. Trận pháp của hắn quá khủng bố, chúng ta căn bản không thể phá được. Đạo với hắn lúc này không phải sáng suốt. Linh Trần ở bên cạnh trầm giọng nói, ha ha, thật không hổ là tiểu nguyên vương, biến tiến biết lùi. Dường như lâm động cười một tiếng, nhưng rồi hắn chậm chậm lắc đầu. Có điều, người thấy lâm động ta giống một người hành sự thiếu dứt khoát sao? Lâm động, nếu người ép bọn ta đến mức đó có lẽ người cũng chẳng được lợi lộc gì đâu. Nguyên thương âm u nói. Vậy chúng ta hãy xem ai không được lợi lộc gì. Lâm động cười lạnh, sự việc đã đến nước này sao có thể dừng tay. Hắn căn bản không phải loại người hay do dự. Nguyên thương cũng là loại người hung hãn, cũng biết nhẫn nhịn kẻ địch như vậy, để lại không phải sẽ khiến mình ăn ngủ không yên sao? Đây là người tự chuốc vào thân. Nguyên thương cũng bị lầm động kích nộ hoàn toàn, hắn nhìn lôi thiên, linh chân. Cùng động thủ, nguyên lực trong cơ thể tên tiểu tử này đã tiêu hao hết, căn bản không gắng gượng được bao lâu đâu. Hai người bọn linh chân nghe vậy cùng gật đầu. Tất cả đệ tử nguyên môn còn lại, bỏ mọi phòng ngự, dùng trận pháp công kích. Từ tình hình trước mắt có thể thấy, chung sáng quỷ dị kia có một sức mạnh hủy diệt khủng bố, đệ tử bình thường căn bản không thể phòng ngự được, đã vậy thì cùng liều mạng. Rõ. Tuy đám đệ tử nguyên môn lúc này vẫn còn sợ hãi, nhưng bọn chúng cũng biết bị ép đến bước đường này, nói gì nữa cũng vô ích, chỉ là trong bụng thầm hối hận đã chèn ép đệ tử đạo tông. Nếu không phải như thế thì lâm động cũng không đến mức điên cuồng thế này. Xoẹt. Ba người bọn nguyên thương cùng bay tới, nguyên lực hùng hồn cuộn trào, cả ba cùng thi triển vũ kỹ mạnh nhất của mình. Nguyên đế điển, thiên địa quy nguyên. Linh đế điển, linh mạch kiếp chỉ, Lùi đế điển, thiên lôi ma ngục. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. Nguyên lực lúc này đã có dấu hiệu điên cuồng, cả ba người bọn nguyên thương đều đã thúc động thực lực lên mức cao nhất. Công kích đáng sợ khiến người ta phải nghẹt thở tấn công về phía lâm động. Vút, vút. Phía sau bọn chúng, rất nhiều đệ tử nguyên môn cũng phát động công kích mạnh nhất của mình về phía quang trận. Trận thế này khiến thiên địa dường như rung chuyển. Lâm động nhìn thấy thế, đôi mắt cũng đỏ ngầu lên, sau đó hắn ngửa mặt lên trời cười lớn hai tay giang rộng lỗ chân lông trên toàn thân bỗng bắn ra tia máu khiến hắn chớp mắt đã biến thành một huyết nhân hơn nữa thân thể hắn lúc này bỗng khô quát lại muốn liều thì ta sẽ liều với các ngươi các tia máu bắn ra toàn bộ được quang trận hấp thụ hết quang trận lập tức đỏ rực rồi âm âm vận chuyển vút vút những tia sáng mang lực phân giải lại một lần nữa bắn ra lần này đám đệ tử nguyên môn ở phía dưới bắt đầu biến mất với tốc độ kinh người công kích của ba người bọn nguyên thương cũng không ngừng bị phân giải nhưng bọn chúng vẫn dựa vào nguyên lực hùng hồn chống lại sự phân giải cuối cùng nhanh chóng tiếp cận với lâm động ở trong quang trận bọn chúng có thể cảm nhận được lâm động lúc này đã sức cùng lực kiệt có lẽ chỉ cần tấn công một cách nhẹ nhàng là có thể giết được hắn tạp chủng đời ngươi đến đây là kết thúc sau khi giải quyết ngươi rồi ta sẽ tiễn đám đệ tử đạo tông kia xuống cùng ngươi lôi thiên cười lạnh một tiếng ba người bọn nguyên thương càng ngày càng gần với lâm động tất cả mọi người đều như ngừng thở bọn họ biết rằng thắng thua sẽ được phân định ngay bây giờ ha ha. Toàn thân lâm động nhúm đầu máu, chật vật mở mắt nhìn ba người bọn nguyên thương đang lao tới. Trên gương mặt bị nhúm máu đến đáng sợ dần hiện lên nụ cười, rồi hai tay kết ấn pháp, một giọng nói khẽ vang lên. Cấm chỉ. Một vòng năng lượng kỳ lạ lan tỏa ra, nhất thời cả ba người bọn nguyên thương lập tức đông cứng lại trong giây lát. Vút. Ngay khoảnh khắc đó, một chùm sáng khổng lồ bỗng bắn ra từ phía sau lâm động, cuối cùng bắn lên người ba kẻ bọn nguyên thương trước ánh mắt đầy kinh hãi của bọn chúng. Kết thúc rồi khi chùm sáng bắn lên bọn chúng, giọng nói khàn đặc và yếu ớt của Lâm Động cũng vang lên trong không trung. Vũ động càn khôn. Chương 813, hạ màn. Trước vô số ánh mắt chăm chú, chùm sáng chói lòa kỳ dị bay qua bầu trời bắn lên ba người bọn Nguyên Thương. Phụt phụt. Vào khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người dường như đều nhìn thấy gương mặt ba kẻ bọn Nguyên Thương, đều dâng tràn sự sợ hãi. Bọn Nguyên Thương sau khi bị chùm sáng xuyên qua, ánh mắt chừng to nhìn chăm chăm vào thân ảnh gầy gò cách đó chưa đến 10 trượng, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi và không cam tâm ngoài ra còn có cả sự khó tin đến lúc này rồi bọn chúng vẫn không thể tin được toàn bộ đệ tử tinh nhuệ của nguyên môn đã bị đả bại trong tay một mình lâm động đệ tử nguyên môn bị tiêu diệt hoàn toàn thủ đoạn này còn hung tàn hơn cả chu thông năm đó cả ba nhìn nhau cùng nhìn thấy trong mắt đối phương niềm hối hận nếu biết sớm thì đã không nên chèn ép đạo tông quá mức như vậy chẳng ai có thể ngờ một kẻ nhìn có vẻ hiền lành này khi phát điên lại đáng sợ như thế sai lầm rồi Trước mặt cả ba người bọn nguyên thương nhanh chóng tối đen, thân thể bọn chúng cũng nhanh chóng biến mất trong chùm sáng. Uinh uinh. Trên bầu trời, trận pháp khổng lồ bắt đầu rung chuyển rồi dần biến mất, cuối cùng ánh sáng chói lòa kia cũng biến mất, và cùng biến theo nó là tam tiểu vương của nguyên môn. Nhìn vùng trời trống rỗng, cả không gian trở nên tĩnh lặng, không có bất cứ ai dám thở mạnh, tất cả cùng sững sờ nhìn về phía từng có vô số đệ tử nguyên môn, đám người đông nghịt đó giờ đã không còn một ai đệ tử nguyên môn có tất cả 537 người cộng với ba người bọn nguyên thương, là 540 người, nhưng lúc này không còn một ai. Toàn quân hủy diệt. Tuy lúc này xung quanh không có xác người la liệt, cũng chẳng có máu chảy thành sông, nhưng ai cũng cảm nhận được một thứ hàn khí đang lan tỏa, và chui vào từ lòng bàn chân sông thẳng lên đỉnh đầu. Hắn, quá hung tàn. Mọi ánh mắt đều đủ dồn lên thân ảnh nhúm đầy máu trên không trung, ra đầu không khỏi tề dại. Những cuộc thi đấu tông phái trước đây cố nhiên đều có đại chiến, nhưng chưa từng có lần nào tất cả đệ tử của cả một tông phái bị tiêu diệt sạch sẽ như vậy. Điều này không chỉ cần thủ đoạn tàn độc mà cần thực lực vô cùng đáng sợ. Thực lực này ngay cả Chu Thông, thiên tài tuyệt thế năm đó của đạo tông cũng chưa thể đạt tới. Vậy mà, Lâm Động đã làm được. Lần này, Nguyên Môn thật sự sẽ phát điên rồi. Ngô Quấn hít sâu một hơi, kìm nén sự kinh hãi trong lòng, nhưng sắc mặt cũng có phân tái đi, rõ ràng cũng bị thủ đoạn của Lâm Động dọa cho chết khiếp. Đệ tử cửu thiên thái thanh cung ở xung quanh nghe vậy cũng gật đầu tán đồng. Những người được tham gia cuộc thi này cơ bản đều là đệ tử tinh nhuệ, nhưng giờ toàn bộ đã biến mất, hiển nhiên nguyên môn đã tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Ở đây vốn không phải nơi giao lưu học hỏi, mà là cuộc chiến sinh tử, bất cứ chuyện gì đều có thể xảy ra. Những cuộc thi đấu tông phái trước đây, đạo tông đều tổn thất khá nghiêm trọng, ngày lần trước thôi, đại sư tỷ thiên điện cũng bị đệ tử nguyên môn vây giết. Đệ tử nguyên môn ngông nghênh như vậy cũng là ý vào quy tắc của cuộc thi, điều này khiến đạo tông dù phẫn nộ cũng phải nuốt vào bụng. Lăng Thanh Trúc khẽ nói, chỉ là có lẽ nguyên môn, không thể ngờ được lần này bọn chúng lại phải trả nợ triệt đề như vậy. Từ giờ vì sao, có lẽ danh hiệu người đứng đầu trong số đệ tử đông huyền vực là của Lâm Động rồi. Ngô Quân gật gù cảm thán, hắn biết, những người chứng kiến trận chiến hôm nay chắc chắn sẽ không dám có ý định khiêu chiến với Lâm Động. Có điều, tuy Lâm Động làm như vậy có hợp lý đi nữa, thì với phong cách của nguyên môn, bọn chúng sẽ không để yên. Chuyện này chưa xong đâu." Lăng Thanh trúc lẩm bẩm, rồi nàng nhìn thân ảnh đang phiêu phù trên không trung, hắn đúng là đã khiến Đông Huyền vực điên đảo rồi. Trên bầu trời, cuối cùng ánh sáng cũng tan biến hết, thân thể Lâm Động loạng choạng, cảm giác mệt mỏi điên cuồng lan tỏa khắp tứ chi khiến trước mặt hắn là một khoảng tối đen. "U u." trước mắt Lâm Động tối sầm lại, hắn bỗng nghe thấy một âm thanh rất nhỏ vang tới từ phía xa. Khẽ mở mắt, thì thấy một tấm phù văn lấp lánh đang lơ lửng tỏa ra những luồng năng lượng hùng hồn. Linh ấn lâm động nhìn ấn phù tinh thần yếu ớt bỗng rung lên rõ ràng linh ấn này là của nguyên thương lực phân giải đã khiến nguyên thương biến thành hư vô nhưng vẫn còn linh ấn lâm động chỉ ngạc nhiên trong chốc lát rồi hắn đưa tay tóm lấy linh ấn đương nhiên dù tốc độ hắn nhanh nhưng không ít người vẫn nhìn thấy bất ngờ là đứng trước thứ kỳ bảo quý hiếm này nhưng mọi người ở đây không có dũng khí tranh đoạt rõ ràng trước mắt bọn họ vẫn còn sự hung tàn của lâm động cầm được linh ấn sức lực của lâm động cũng tiêu biến hoàn toàn, trước mắt nhanh chóng tối sầm lại, thân thể cứ thể rơi xuống, xem ra đã yếu ớt đến cực điểm. Vèo, dưới đất, ứng hoan hoan thấy thế vội vàng bay lên đỡ lấy lâm động. Nhìn thân thể gầy gò đầy máu tươi, khoái mắt không khỏi đỏ lên, những ngón tay lạnh lẽo vuốt đi vết máu trên mặt hắn. Ngươi làm liều quá. Ha ha, ta đã nhận lời trưởng giáo phải bảo vệ tốt mọi người mà, chỉ là vẫn tổn thất rất nhiều sư huynh đệ rồi. Thân thể lâm động gần như hoàn toàn dựa vào ứng hoan hoan, hai mắt nhắm nghiền, thều thào nói. Đợi ta tỉnh lại rồi hãy rời khỏi dị ma vực. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, tiếng nói yếu ớt của lâm động truyền đến tai ứng hoan hoan, rồi thần trí hắn hoàn toàn rơi vào bóng tối. Đúng ngốc, người đã làm rất tốt. Ứng hoan hoan nhìn gương mặt mệt mỏi đó, ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng, sau đó ôm hắn chậm chậm đáp xuống, tiếp đó là đệ tử đạo tông áo tới như sóng chiều. Vương Diêm nhìn đám đệ tử đạo tông gần như phát điên tràn tới, lắc lắc đầu, gương mặt trước nay vốn vô cảm lúc này là nụ cười vô cùng khó coi hắn thật khủng bố toàn bộ đệ tử nguyên môn bị tiêu diệt đối với vương diêm mà nói đương nhiên quá sảng khoái cuộc thi đấu tông phái lần nào đạo tông cũng bị nguyên môn chèn ép vô cùng chật vật bọn họ chịu đựng đã bao nhiêu năm như vậy cuối cùng cũng chả được thù tiêu tiêu sư tỷ giờ làm gì thanh diệp nhìn lâm động đang hôn mê quay sang nhìn ứng tiêu tiêu hỏi đến giờ cuộc thi đấu tông phái cũng đã đến phút cuối ở đây còn cách truyền tống trận không xa nếu muốn thì có thể trong một ngày là rời khỏi đây được có điều rời khỏi đây thì dễ nhưng một khi ra khỏi dị ma vực bọn họ biết cả đông huyền vực sẽ chấn động sự chấn động đó có lẽ còn khủng bố hơn cả những trận giao chiến trong này ứng ừ, tiêu tiêu nhíu mày nàng cũng hiểu sự chấn động khi chuyện này được lan ra nhưng đó là điều không thể tránh khỏi lâm động nói đợi hắn tỉnh dậy rồi mới rời khỏi dị ma vực ứng ừ, hoan hoan ở bên cạnh khẽ nói ứng ừ, tiêu tiêu nghe vậy trầm ngâm một chút rồi gật đầu xem ra lâm động cũng hiểu chuyện hắn làm khủng bố đến mức nào. Việc này truyền ra ngoài chắc chắn nguyên môn sẽ phát điên. Tuy được bảo vệ bởi quy tắc của cuộc thi đấu tông phái, nhưng cũng không thể chắc chắn nguyên môn sẽ không làm việc gì vượt quá sự cho phép. Vì thế trước khi rời khỏi dị ma vực, lâm động nhất định phải tỉnh lại và phục hồi lực chiến đấu. Tất cả đệ tử nghỉ ngơi tại chỗ, đợi lâm động tỉnh lại. Ứng tiêu tiêu lập tức hạ lệnh. Đệ tử đạo tông nghe thế đều không có chút dị nghị, sau đó tất cả cùng ngồi xuống về lại bảo vệ lâm động ở chính giữa. Xem ra đệ tử đạo tông không định rời khỏi đây ngay. Ngô quần thấy thế, nói. Bởi vì một khi rời khỏi dị ma vực, bọn họ sẽ phải đối mặt với cơn bão tố lớn hơn. Tính cách lâm động cẩn thận, tuyệt đối không để mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Lăng thanh trúc do dự một chút, rồi vung tay lên, một chiếc bình ngọc xuất hiện rồi bay thẳng đến chỗ ưng tiêu tiếu. Hửng, ưng tiêu tiếu nhận lấy bình ngọc, khự người ngẩng đầu lên nhìn lăng thanh trúc ở phía xa đây là ngọc thanh diên của cửu thiên thái thanh cung, có thể có chút tác dụng cho thương thế của hắn. Lăng Thanh Trúc bình thản nói. Đa tạ. Rõ ràng ứng tiếu tiếu không ngờ Lăng Thanh Trúc lại chủ động giúp đỡ như vậy, nhưng nàng cũng không từ chối, cất bình ngọc đi, gật đầu với Lăng Thanh Trúc nói. Các người cẩn thận đấy. Lăng Thanh Trúc khẽ nói rồi cũng không ở lại thêm, quay người dẫn đệ tử cửu thiên thái thanh cung bay về phía phía xa. Sau khi cửu thiên thái thanh cung rời đi, các tông phái khác cũng dần tản đi. Có thể tưởng tượng, bọn họ sẽ mang thông tin này ra ngoài và sẽ gây chấn động cả đông huyền vực, đến mức nào? Vũ động càn khôn, mười 814, chấn động. Các người cẩn thận đấy. Lăng Thanh Trúc khẽ nói rồi cũng không ở lại thêm, quay người dẫn đệ tử cửu thiên thái thanh cung bay về phía phía xa. Sau khi cửu thiên thái thanh cung rời đi, các tông phái khác cũng dần tản đi. Có thể tưởng tượng, bọn họ sẽ mang thông tin này ra ngoài và sẽ gây chấn động cả đông huyền vực, đến mức nào? Sau khi cuộc thi đấu tông phái hạ màn, Thế lực các phương cũng lần lượt rời khỏi dị ma vực. Đồng thời, chuyện xảy ra trong dị ma vực cũng đã không ngoài dự đoán, bắt đầu lan truyền đi với tốc độ điên cuồng. Đệ tử Nguyên môn toàn quân bị tiêu diệt, hiển nhiên bất cứ ai khi biết được tin này, gương mặt đều tràn ngập sự kinh hãi và khó tin. Nguyên môn là tông phái siêu cấp mạnh nhất Đông Huyền vực, mà đệ tử của bọn họ trước nay đều là những đệ tử kiệt xuất, trong số các đệ tử Đông Huyền vực, Tiểu Nguyên Vương trong mỗi kỳ diễn ra cuộc thi đấu tông phái đều khó có đối thủ. Thế nhưng lần này, không chỉ tam tiểu vương của nguyên môn đều mất mạng, mà ngay cả hơn 500 đệ tử tinh nhuệ của nguyên môn, cũng chẳng một ai sống sót trở về. Rốt cuộc trong dị ma vực đã xảy ra chuyện gì? Tin tức lan truyền điên cuồng, và câu trả lời cũng rất nhanh được lan truyền, khi biết được người đã làm ra chuyện đó, tất cả mọi người đều sững sờ. Không có việc mấy đại tông phái siêu cấp liên thủ đối phó nguyên môn, cũng không có trận hỗn chiến siêu cấp quy mô giữa các đệ tử như trong tưởng tượng, có chăng chỉ là một người độc chiến với tất cả đệ tử nguyên môn rồi giết hết toàn bộ lâm động của đạo tông gần như chỉ trong một đêm cái tên này đã lan truyền khắp đông huyền vực với tốc độ khủng khiếp hắn đúng là biến thái khi mọi người biết tin đó trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ đó bọn họ thật sự không thể hiểu nổi vì sao một mình lâm động lại có thể đánh bại không chỉ tam tiểu vương mà còn giải quyết được từng đấy đệ tử nguyên môn đây căn bản không phải việc một người có thể làm được khi rất nhiều người cảm thấy chấn kinh thì một số người nhạy bén đã cảm nhận được bão tố dâng tràn trong đó tuy lần nào các tông phái cũng có tổn thất đệ tử nhưng chưa từng xảy ra việc chết hết không còn một ai như lần này hơn nửa nhân vật chính lại là đệ tử của nguyên môn là tông phái siêu cấp mạnh nhất của đông huyền vực chuyện này hoàn toàn đã khiến nguyên môn bạo nộ tuy trong cuộc thi đấu tông phái không ai phải chịu trách nhiệm về cái chết của bất cứ ai nhưng với phong cách của nguyên môn sao có thể nuốt chùi nỗi hận này tổn thất hàng trăm đệ tử tinh nhuệ tổn thất này với nguyên môn mà nói cũng là cắt ra cắt thịt. Vì thế, khi tin tức này truyền đi, một số người nhạy bén cũng đã đoán được, sau chuyện này có lẽ sẽ có cơn rông bão khủng khiếp hơn nhiều. Truyền tống trận trong dị ma vực thông tới một nơi trong dị ma thành. Vì thế đây cũng chính là nơi đầu nguồn thông tin lan truyền, nhân khí của tòa thành này cũng vì thế mà bùng nổ, trận chiến giữa lâm động và đệ tử nguyên môn cũng trở thành chủ đề được quan tâm nhất ở đây. Vì dị ma thành là nơi các đệ tử quay về nên những người dẫn đoàn của các tông phái siêu cấp đều không rời khỏi đây mà, lưu lại ở đây đợi đệ tử tông phái mình. Trong đó đương nhiên cũng có những người của nguyên môn, chỉ có điều cái bọn họ đợi được lại không phải đoàn đệ tử thắng lợi trở về, mà lại là thông tin khiến tất cả phải ngay cả người. Đệ tử nguyên môn, toàn quân bị tiêu diệt. Tin tức truyền đi, khi toàn dị ma thành, sao động thì có không ít ánh mắt nhìn về khu vực của nguyên môn, bọn họ có thể tưởng tượng ở đó đang hỗn loạn đến mức nào. Dầm, trong đại sảnh gần như đông cứng, một chiếc bàn vô cùng chắc chắn bị một trưởng đánh tan vụn, một lão giả gương mặt dữ dằn, hai mắt đỏ quạch cực độ phẫn nộ, tiếng gầm giống như sấm vang khắp đại sảnh. Toàn quân bị hủy diệt. Ai có thể cho ta biết thế là thế nào? Tên tiểu súc sinh lâm động của đạo tông làm sao có thể có bản lĩnh đó? Trong đại sảnh lúc này có hơn chục vị cao tầng của nguyên môn, trong đó có sáu lão giả vẻ mặt đang ở mức bạo nộ khủng bố, chính là sáu người đứng đầu sáu trong tám bộ của nguyên môn, tương đương với điện chủ bốn điện của đạo tông, thực lực đều là sinh huyền cảnh đại thành. Chắc chắn tên tiểu súc sinh đó có thủ đoạn mờ ám nào đó. Nếu không sao hắn có thể là đối thủ của Nguyên Thương. Ngay cả cường hãn như Chu Thông, cũng không thể khiến Nguyên Môn ta tổn thất nghiêm trọng đến mức đó. Một lão giả khác gương mặt cũng biến dạng, nói. Tên tiểu tử đó rốt cuộc có lai lịch thế nào? Đệ tử mạnh nhất đạo tông không phải ứng tiêu tiêu sao? Tên lâm động đó là sao? Một lão giả sắc mặt u ám hỏi. Nghe câu hỏi đó, tất cả những người còn lại đều khựng người. Thực lực của Lâm Động không thể coi là xuất sắc trong số đệ tử Đạo Tông, ai tự nhiên chú ý tới hắn làm gì. Liễu U Đại Nhân, tên Lâm Động này chính là quán quân của Bách Triều Đại Chiến một năm trước, chỉ là cuối cùng hắn không chọn nguyên môn chúng ta mà gia nhập Đạo Tông. Trong đại sảnh, một người thận trọng lên tiếng. Cái gì? Mới gia nhập Đạo Tông một năm đã có bản lĩnh đó. Lưu Thông, lần đó ngươi chọn người kiểu gì mà để người như thế vào Đạo Tông? lão giả vừa rồi nghe thấy thế sắc mặt lạnh bằng quát lên nghe tiếng quát đó người vừa lên tiếng run rẩy ngẩng đầu lên gương mặt khổ sở chính là lưu thông đến bách triều đại chiến để chọn đệ tử đại nhân dường như tên tiểu tử đó bài xích nguyên môn chúng ta ta đã nói hết nước hết cái nhưng hắn vẫn không chịu gia nhập lưu thông cười khổ hắn cũng không thể ngờ gã thanh niên một năm trước không là gì trong mắt hắn hiện giờ lại có thể tắm máu nguyên môn như thế khốn kiếp loại người đó không lôi kéo được thì phải tìm cơ hội phế hắn đi Ngươi là đồ ngu chắc. Một lão giả nổi giận. Lưu thông run lẩy bẩy, hắn biết những người kia đều đang trong trạng thái bạo nộ, chỉ cần sơ sẩy chút thôi là hắn sẽ ăn khổ ngay. Giờ có tức giận cũng vô ích thôi, các vị xem xem chuyện này phải giải quyết sao. Một lão giả vẻ mặt lạnh băng phẩy tay, trầm giọng nói. Đệ tử nguyên môn ta không thể để chết dễ dàng như vậy. Tuyệt đối không thể tha cho lâm động. Một người hầm hầm nói. Nhưng cuộc thi đấu tông phái có quy tắc, nếu chúng ta ra tay là vi phạm quy tắc. Hiển nhiên đạo tông cũng sẽ không ngồi yên đâu. Mấy lão điện chủ đạo tông vẫn còn ở đó. Bốn người bọn chúng thì sao? Lẽ nào để đệ tử Nguyên Môn ta chết oan uổng như vậy? Đúng, nhất định nợ máu phải trả bằng máu. Nếu không sau này Nguyên Môn ta còn uy nghiêm gì nữa? Những tiếng phẫn nộ vang khắp đại sảnh, cao tầng của Nguyên Môn ánh mắt ai cũng đầy sát ý, cuối cùng vẫn quyết định trước tiên truyền tin này về tông phái, còn bọn chúng sẽ ở lại đợi đệ tử đạo tông. Bất luận thế nào cũng không thể tha cho tên tiểu tử Lâm Động. Cùng lúc ấy, trong dị ma thành, tại khu vực của đệ tử Đạo Tông, trong phòng khách, không khí vô cùng cổ quái. Bốn người ngồi trong đó, bàn tay khẽ bám vào ghế. Rất lâu sau đó, điện chủ thiên điện tề lôi mới chậm rãi nói. Tin tức đó mọi người đã biết hết rồi phải không? Ba người trần chân, chân nhìn nhau, vẻ mặt phức tạp gật đầu, nói. Tin tức đó quá chấn động. Mẹ kiếp. Tề lôi đập bàn. Tên tiểu tử lâm động làm thế nào vậy? Sao hắn có thể một mình, không chỉ giết Tam tiểu vương mà còn giết sạch hơn 500 đệ tử nguyên môn vậy. Ba người Trần chân, chân nhìn nhau cùng lắc đầu, trầm ngâm một chút, nói, "Việc này sảng khoái thì đúng là sảng khoái." Sắc mặt bọn họ đều khá nặng nề, nhưng nửa câu sau khiến gần như sắc mặt bọn họ trở nên cổ quái. "Đúng là sảng khoái, bọn tạp chủng nguyên môn giết nhiều đệ tử đạo tông ta như thế, lần này giết hết cũng chẳng có gì quá đáng." Tê Lôi gật đầu, nói, "Hèm." Trần chân, chân hắng giọng, nếu không nhắc nhở thì có lẽ bọn họ sẽ cứ nói mãi xem có giảng khoái hay không. Nhưng đám tạp chủ nguyên môn đó có lẽ sẽ không để yên đâu. Điện chủ địa điện Hà Viêm nói. Hừ, trong cuộc thi đấu tông phái này vốn không luận sống chết. Trước đây đạo tông ta có bao nhiêu đệ tử chết trong tay nguyên môn bọn chúng rồi. Chuyện này lâm động không có gì quá đáng cả. Nguyên môn mà dám lấy cớ đó gây chuyện thì đạo tông cũng theo đến cùng. Điện chủ hồng điện trúc sơn hừ lạnh. Tề lôi nheo mắt lại, châm ngâm một chút, nói, lập tức truyền tin này về, mấy ngày tới luôn chú ý truyền tống trận trong thành. ngay khi lâm động bọn chúng xuất hiện lập tức toàn lực bảo vệ bọn chúng. ta nghĩ mấy lão quỷ nguyên môn sẽ không cứ thế bỏ đi đâu. ừm, ba người Trần Trân nghe vậy cũng gật đầu, Hàn Quang lóe lên trong mắt. nhưng Trần Trân à, lần này hoàng điện các ngươi đã có một đệ tử rất xuất sắc đấy. Tề Lôi bỗng nhìn Trần Trân, giọng nói đầy sàng khoái. chủ thông sư huỳnh năm đó cũng không bà khí như tiểu tử hắn. ha 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 chân chân ngửa mặt cười lớn gương mặt đầy tự hào và đắc ý thời gian dần trôi đi không khí trong dị ma thành càng ngày càng căng thẳng ai cũng biết cường giả của đạo tông và nguyên môn đều chưa rời đi rõ ràng tuy cuộc thi đã kết thúc nhưng sự việc sau đó mới chỉ bắt đầu đến ngày thứ năm gã thanh niên trở thành tâm điểm chú ý của vô số người cuối cùng đã tỉnh dậy khỏi trạng thái hôn mê hết phần dị ma vực lâm động với nguyên thương nếu thấy hay các bạn hãy like và đăng ký kênh Mộc Ly Hoa nhé cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh mình Hẹn gặp các bạn ở các audio mới nhé.